Chương 1571 vừa mới đây chỉ là Lam Hiên Vũ lần đầu tiếp xúc thâm hồng chi vực, mặc dù là tiếp xúc gần gũi, nhưng chỉ là bên ngoài. Hắn cũng cần sửa sang một chút ý nghĩ của mình. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người cấp tốc rời xa bên này. Ban đầu Lam Hiên Vũ cũng không có được an bài nhiệm vụ gì, chẳng qua là khiến cho hắn tại bên ngoài đi đánh xì dầu mà thôi. Hắn nhìn bên này đến thâm hồng chi vực bùng nổ rút lui đến chỗ xa hơn cũng là phi thường bình thường tình huống, ai cũng nói cũng không được gì, mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, làm Hiên Vũ một bên bay lượn, một bên yên lặng sửa sang lấy trước đó mạch suy nghĩ. Theo vừa mới tình huống đến xem, hắn đầu tiên có khả năng khẳng định một điểm chính là, chính mình có một cái phán đoán sai. Cái kia chính là, chính mình thôn vệ năng lượng đối với thâm hồng chi vực tới nói rất ít cái này phán đoán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha ở phía trước hấp thu quá trình bên trong hắn đều không có phát hiện điểm này, mỗi lần cũng chỉ là bao phủ một điểm thâm hồng chi vực năng lượng tiến hành thôn phệ, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường tự thân sinh mệnh năng lượng. Có thể là, khi hắn cuối cùng thôn phệ cái kia khổng lồ con rết trở về năng lượng tử vong thời điểm, hắn liền phát hiện không đúng. Mặc dù một thoáng làm hắn tự thân hút nhận được năng lượng tăng lên dữ dội, thuộc về mình long thần long tủy một thoáng tăng lên ba giọt nhiều. Có thể là, cái kia khổng lồ con rết là cái gì cấp độ tồn tại, đây chính là thể phách không kém hơn siêu thần cấp, có thể cùng tàu chiến đấu chống lại. Này muốn có khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng mới có thể đủ làm đến điểm này. Loại sinh vật này, làm sao có thể là miệng cọp gan thỏ. Đều cùng thiên hòa hạm đội đấu thời gian dài như vậy. Mà chính mình thôn vệ hút nhận được năng lượng có nhiều ít. Ước chừng tương đương với trước đó thôn vệ tổng hợp còn nhiều hơn một chút. Có thể trước đó chính hắn yên lặng trong tính toán, cho là mình thôn vệ năng lượng, nhiều lắm là cũng chính là thần cấp cấp độ mà thôi thần cấp cùng siêu thần cấp, cái kia kém gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, chính mình đối với thôn phệ tổng số lượng phán đoán là không đúng. Như vậy, vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào đâu. Thâm hồng chi vực có thể cùng nhiều cường giả như vậy chống lại, bản thân thực lực không thể nghi ngờ. Như vậy, vấn đề tự nhiên là không phải thâm hồng chi vực năng lượng không mạnh, mà là chính mình tại thông qua Hoàng Kim Long Thương trong quá trình thôn phệ, hẳn là trôi mất rất nhiều, hoặc là nói là bị loại bỏ rất nhiều. Những cái kia thuộc về Thâm Hồng Chi vực năng lượng, Hoàng Kim Long Thương hẳn là đem hắn loại bỏ cực lớn bộ phận, chỉ lưu lại tinh hoa bị chính mình hấp thu, mà mất đi tinh hoa về sau Thâm Hồng Chi vực năng lượng đã có thể là chân chính giật tan hết, bởi vì hắn bất tử đặc tính không có. Cho nên, chính mình vừa mới một hồi này, thôn phệ coi như không có hai tên siêu thần cấp cường giả cấp độ sinh mệnh năng lượng, một tên cũng khẳng định là có. Khá lắm, chính mình một thoáng thôn phệ nhiều như vậy, Thâm Hồng Chi vực không có cảm nhận được. Này làm sao như vậy không thực tế? Làm Hiền Vũ cũng không phải cái tự đại người, hắn có thể không cảm giác đến vận khí của mình có tốt như vậy. Thâm hồng chi vực mạnh hơn, siêu thần cấp cấp độ năng lượng cấp độ cũng không có khả năng không phát hiện được đi. Nhưng nó giống như hậu tri hậu giác, biết mình thôn phệ cái kia khổng lồ con rết năng lượng về sau mới có phản ứng. Đây cũng là vì cái gì đây? Thâm hồng chi vực phản ứng chỉ độn. Đây là một cái khả năng, cũng là lớn nhất khả năng. Nếu quả như thật là nếu như vậy, nay phần chỉ độn chính là có thể lợi dụng A, à, vì sao lại chỉ độn đâu? bởi vì đang không ngừng hấp thu thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng cho nên trở nên chỉ độn, vẫn là nói bởi vì cùng thiên hòa chiến hạm ở giữa chiến tranh. Nếu như là người sau, như vậy thì mang ý nghĩa vũ trụ hạm đội là có thể đối thâm hồng chi vực sinh ra nhất định đả kích. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ trong lòng liền nhiều một chút phán đoán, đồng thời sau lưng cũng càng là trở nên lạnh lẽo. Nếu như không phải này tình huống đặc biệt tồn tại, chỉ sợ chính mình vừa mới liền nguy hiểm. Này là vấn đề tổng kết, nhìn lại một chút thu hoạch. Lam Hiền Vũ không khỏi nhách miệng cười, Hắn hiện tại thân thể, nếu là không có tầm bảo thú biến ảo giúp hắn che giấu, vậy cũng là phát sáng. Đơn giản tựa như là một khối hình người thiên dưỡng tinh thạch. Mặc dù không có thiên dưỡng hạch tâm như thế cấp độ, nhưng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng khổng lồ, thật sự là quá kinh khủng. Gần như trạng thái cố định sinh mệnh năng lượng, mong muốn tất cả đều tiêu hóa hấp thu, dùng Lam Hiên Vũ tu vi hiện tại, sợ rằng cũng phải 10 ngày nửa tháng mới được. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể nhường cánh tay phải của mình một thoáng đều thôn phệ hết, còn có thể ngưng tụ một chút long thần long tủy mới đúng. Bất quá hắn không có ý định làm như vậy, hôm nay tới đây, có thể không chỉ là vì một mình hắn tăng lên. Hắn là hy vọng thông qua lần này chiến tranh, trợ giúp đồng bạn thông qua kinh nghiệm chiến đấu cùng với trong chiến đấu dung hợp trước đó tu vi tăng lên, từ đó thu hoạch được tốt hơn lên cấp. Mang theo mọi người tìm tới một cái tương đối vắng vẻ trong khe núi, Lam Hiên Vũ này mới ngừng lại được, mệnh lệnh Lam Ba mang theo Lam Hải Tộc ở ngoại vi bố trí phòng ngự trận địa hắn thì là mang theo tam thập tam thiên dực mọi người cùng với nguyên ân quang quân. Tại khe núi bên trong mở ra một cái sơn động, mang theo mọi người ẩn giấu đi đi vào. Hấp thu ta thả ra sinh mệnh năng lượng tiến hành tu luyện. Vũ cách, ngươi thế nào? Lam Hiên Vũ nhìn về phía đường vũ cách. Đường vũ cách đáy mắt lóe lên một vệt xúc động, sau đó dụng lực hướng hắn gật đầu. Tốt, vậy liền nhân cơ hội này bắt đầu. Ta còn có chút ý nghĩ khác, chờ một lúc chúng ta có khả năng thí nghiệm một thoáng. Tốt, đường vũ cách tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Lam Hiên Vũ trên thân bắn ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng, tại thần thức chỉ dẫn dưới, này chút thần túy sinh mệnh năng lượng cấp tốc sót vào đồng bạn trong cơ thể, cũng bao quát nguyên ân quang quân ở bên trong. Chỉnh trong sơn động lập tức nhắc lên một mảnh sinh mệnh năng lượng chiều dâng. Bất thình lình nồng đậm sinh mệnh lực, đơn giản lệnh mọi người liền hô hấp đều trở nên khó khăn, từng cái chung quanh thân thể lập tức bắn ra mãnh liệt năng lượng ba động, bắt đầu điên cuồng hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng. Ủng hộ kênh qua com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lam Hiên Vũ dùng long lực phong tỏa ngăn cản cửa hang, không cho bất luận cái gì sinh mệnh năng lượng tiêu tán, chính mình liền đứng tại chỗ động khẩu, cũng đang yên lặng hấp thu sinh mệnh năng lượng, đồng thời quan sát chính mình cánh tay phải biến hóa. Mặc dù long thần long tủy chẳng qua là ngưng tụ ra năm giọt, nhưng cánh tay phải của hắn biến hóa lại phi thường lớn, đầu tiên là hoạt tính. Hắn hiện tại mới chính thức cảm nhận được, này cửu thải sắc cánh tay phải là thuộc về chính hắn. Còn có liền là lực lượng, đó là một loại lệnh chính hắn đều có chút tim đập nhanh lực lượng, đây cũng không phải là bình thường long tộc có thể đạt tới lực lượng mặc dù không tính là chân chính long thần cấp độ lực lượng nhưng cũng đã hướng phía chân chính long thần thân thể phương hướng đang phát triển lam hiền vũ cơ hồ có khả năng khẳng định chờ cánh tay phải của mình bên trong đàn sinh long tủy có thể tràn ngập xương cốt nội bộ như vậy hắn toàn bộ cánh tay phải liền có thể chân chính hoàn thành tiến hóa trở thành long thần cấp độ tồn tại đến lúc đó hắn cánh tay phải này ít nhất là có thể cùng siêu thần cấp cấp độ cường giả chống lại mối nguy luôn là nương theo lấy kỳ ngộ đồng thời đến, nếu như không có thâm hồng chi vực đến, đơn thuần bằng vào chính mình tu luyện, mong muốn làm đến điểm này, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Bất quá, hắn trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi, tương đương với hấp thu một tên chân chính siêu thần cấp cường giả sinh mệnh năng lượng, đản sinh long tủy mới năm giọt mà thôi. Này chuyển hóa suất cũng quá thấp một chút đi. Chủ thượng, không chỉ là chuyển hóa suất thấp vấn đề, này nhưng là chân chính thuộc về ngài long tủy. Ngài đây là tại chân chính thức tỉnh, tầm bảo thú có chút âm thanh kích động đột nhiên vang lên. Nó là vừa vặn nương theo lấy Lam Hiên Vũ tham dự toàn bộ quá trình, cho nên cảm thụ cũng là là khắc sâu nhất. Lúc này Lam Hiên Vũ tâm tư nó dĩ nhiên có thể cảm thụ được. Ồ, oh, người nói xem. Lam Hiên Vũ đang không biết nên như thế nào xác nhận mình bây giờ trạng thái, lập tức hỏi. Tầm bảo thú chính mình cũng có chút không thể chờ đợi, chủ thượng, tu vi của ngài vẫn luôn tại tiến bộ, huyết mạch cũng tại dung hợp, tiến hóa. Nhưng cũng chỉ là tại chiều lấy long thần phương hướng phát triển, cũng không phải thật sự là long thần. Ngài còn cần không ngừng tiến hóa, vượt qua lần lượt cửa ải khó, mới có thể đủ đi đến trình độ như vậy. Ngài đời trước hải cốt lưu cho ngài, chẳng qua là thủ đoạn bỏ mệnh, cũng không là ngài liền thật có được long thần một phần. Hôm nay lần này tiến hóa, mới thật sự là có được. mươi 1572 ngài có thể tuyệt đối không nên xem thường này mấy giọt long tủy, đây mới thực là long thần long tủy. Chỉ kém một lần thuế biến, liền là chân chính thần vương cấp long tủy ngài cũng đừng tưởng rằng trước đó hấp thu có thể số lượng lớn bộ phận đều tiêu tán. Trên thực tế là bởi vì ngài ngưng tụ long tủy cần có năng lượng liền là khổng lồ như vậy. Ngài cũng đừng quên, khi ngài thực sự trở thành long thần, thần vương cấp lúc khác, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng sáng tạo thần giới. Ngài nghĩ tới sao? Đó là cần phải to lớn cỡ nào năng lượng. Coi như là trước mắt cái này thâm hồng chi vực cũng không thể sánh bằng cấp độ. Này năm giọt long tủy, để cho ta chân chính thấy được ngài trở về. Lam Hiên Vũ ngẩn người lúc này mới hiểu thêm này năm giọt long tủy ý nghĩa. Ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào đâu? Lam Hiên Vũ hỏi. Tầm bảo thú không chút do dự nói, khẳng định là tích lũy càng nhiều long tủy, long tủy càng nhiều, ngài hoán huyết quá trình liền càng nhanh. Lại sinh ra mới long tủy cũng là trở nên càng dễ dàng. Mà trong quá trình này đều cần năng lượng khổng lồ. Năm giọt long tủy mong muốn cho ngài toàn thân hoàn thành hoán huyết, ít nhất cần trăm năm thời gian. Hơn nữa còn là tương đối mở nhạt, nhưng nếu như ngài có thể có được toàn bộ cánh tay phải đều là long tủy, cái kia nói không chừng thời gian mấy năm liền có thể làm được. Còn có thể sinh ra càng nhiều long tủy. Cái kia thâm hồng chi vực, thật chính là bảo địa. Chủ thượng, hút khô nó, ngài liền có khả năng chân chính trở về. Làm hiền vũ khóe miệng co giật một thoáng, hút khô thâm hồng chi vực. Đó là dễ dàng như vậy sự tình sao? Chỉ sợ chưa kịp hắn để người ta hút khô, chính mình liền bị thâm hồng chi vực thôn phệ đi đối với thâm hồng chi vực tới nói, chính mình chỉ sợ cũng là một cái cực kỳ tốt thuốc bổ. Tầm bảo thú tiếp tục nói, còn có, chủ thượng, có này long thần long tủy, thuộc về chính ngài long tủy, ngài cánh tay phải liền có thể bộc phát ra long thần thực lực chân chính. Mặc dù không phải thần vương cấp, nhưng so sánh siêu thần cấp vẫn là có thể. Làm hiền vũ trong lòng hơi động, tăng cường sức chiến đấu với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, bởi vì mang ý nghĩa, hắn có thể ứng đối càng nhiều mối nguy, cũng liền có thể đang mạo hiểm thời điểm tốt hơn bảo toàn chính mình, như vậy cơ hội tự nhiên cũng liền có hơn làm thế nào mới có thể phát huy ra long thần thực lực lam hiên vũ hỏi tầm bảo thú nói tiêu hao một giọt chính ngài long tủy hẳn là có thể bộc phát ra một lần công kích bất quá cân nhắc đến ngài hiện tại cường độ thân thể trong vòng một ngày không muốn vượt qua hai lần bằng không thì thân thể muốn sụp đổ lam hiên vũ thở sâu nhẹ gật đầu nói ta cái kia ba cây xương sườn cũng là tương tự năng lực đúng không tầm bảo thú nói đúng vậy là tương tự khác biệt chính là, xương sườn bên trong ẩn chứa lực lượng sẽ càng mạnh hơn một chút, mà lại sẽ không dẫn đến ngài thân thể sụp đổ. Hẳn là có siêu thần cấp đỉnh phong lực phá hoại. Lam Hiền Vũ khóe miệng toát ra một vệt ý cười, nếu là như vậy, vậy mình thủ đoạn bảo mệnh đã có thể càng nhiều hơn một phần. Hai lần siêu thần cấp long thần ra tay thực lực, ba lần siêu thần cấp đỉnh phong long thần ra tay thực lực. Tầm bảo thú tựa hồ là biết hắn đang suy nghĩ gì, trầm lặng nói, chủ thượng, ngài có thể phải chú ý. Ngài cái kia xương sườn bên trong ẩn chứa lực lượng là bị động. Chỉ có khi ngài gặp được chân chính sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới có thể bị kích phát. Chỉ có ngài trong cánh tay phải long tủy có thể kích phát, mới là chủ động lực lượng. Lam Hiền Vũ nói, ta biết. Hiện đang hấp thu này long tủy thì tương đương với là đạn. Trước đó cái kia long thần hài cốt thì tương đương với là cho ta vũ khí. Hiện tại có đạn, mới có thể thật sử dụng, đúng không? Tầm bảo thú tâm có quắp một thoáng, đạn. Thật thua thiệt ngài nghĩ ra, dùng long thần long tủy làm đạn còn có so cái này càng xa xỉ sao lam hiền vũ trong lòng đã bắt đầu tính toán lúc nào lại ra tay với thâm hồng chi vực hoặc là không ra tay với thâm hồng chi vực cũng được còn có mục tiêu khác nghĩ tới đây ánh mắt của hắn không khỏi hướng trong vũ trụ nhìn lại trong mắt tinh quang lấp lánh tại thâm hồng chi vực phụ cận ra tay không thể nghi ngờ là tình huống cực kỳ nguy hiểm thế nhưng hiện tại cũng không chỉ là thâm hồng chi vực chung quanh có năng lượng của nó trong vũ trụ những cái kia khổng lồ con rết còn có hơn mấy chục đầu đây chỉ cần là bị đánh tan khổng lồ con rết năng lượng tử vong trở về chính mình nếu là nghĩ tới đây làm hiền vũ hai mắt không khỏi trở nên sáng lên tú tú hắn nhẹ giọng kêu một thoáng bạch tú tú bạch tú tú quay đầu nhìn về phía hắn đồng dạng là thần cấp cấp độ nàng tại minh tưởng lúc tự nhiên có thể tùy thời hồi tỉnh lại Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, ngươi tại đây bên trong băng đại gia niêm phong cửa, các ngươi lưu tại nơi này tu luyện, ta ra ngoài điều tra một phiên. Hắn không có nói chính mình muốn đi làm gì, để tránh Bạch Tú Tú lo lắng. Bạch Tú Tú lại là một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, nói, ngươi lại muốn làm gì? Còn muốn đi? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không phải, ta muốn đi vũ trụ bên trong nhìn một chút thiên hòa hạm đội cùng thâm hồng chi vực chiến đấu tình huống, nói không chừng có thể nhặt một chút lợi lộc cha mẹ ta hẳn là cũng tại phụ cận vũ trụ bên trong, ẩn giấu đi đây. Nếu có cơ hội, ta thuận tiện trở về gặp bọn họ một thoáng. Hiện tại chiến tranh đang đứng ở quyết liệt trạng thái, sự chú ý của mọi người đều trên chiến trường, không có ai sẽ quan tâm đến ta, vừa vặn thừa dịp cơ hội này, cùng cha mẹ chạm thử. Ta sẽ tận mau trở lại. Các ngươi liền lưu tại nơi này, tạm thời thâm hồng chi vực còn khoách trương không đến như thế địa phương xa. Bạch Tú Tú nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ừm, ta biết làm hiền vũ trong cơ thể sinh mệnh năng lượng phóng thích, gần như đem chính mình trước đó hấp thu đến trong thân thể sinh mệnh năng lượng phóng xuất ra 80%, lưu cho đồng bạn tu luyện. Có bạch tú tú phụ trách khống chế này chút sinh mệnh năng lượng, cũng không đến mức đem tất cả bể bụng. Huống chi, đường vũ cách gần như đột phá, tại nàng đột phá thời điểm, cũng sẽ hấp thu đại lượng năng lượng. Lưu lại này chút, làm hiền vũ thân hình đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc liền đã hư không tiêu thất vô tung vô ảnh coi như là dùng bạch tú tú tu vi, tại thời khắc này đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Tầm bảo thú biến ảo năng lực toàn bộ triển khai, đưa hắn hoàn toàn ẩn núp, mà trên thực tế, đã vọt người nhập không lam hiên vũ bên người, cũng đã nhiều một chiếc màu xanh biếc chiến hạm cơ nhỏ. Chiếc chiến hạm này thể tích, kỳ thật so với bình thường vũ trụ chiến cơ đều lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng nó đúng là một tàu chiến hạm, chính là lúc trước nhị minh tặng cho lam hiên vũ thúy ma chiến hạm lúc trước tại vừa mới thu hoạch được chiếc chiến hạm này thời điểm, Lam Hiên Vũ đối với nó trưởng khống kỳ thật đều không thể hoàn toàn làm đến, bởi vì nó thật sự là quá nhanh, tốc độ bùng nổ thời điểm thật sự là quá cường liệt. Đường thẳng bay lượn còn tốt, nhưng nếu như tại siêu cao nhanh bay lượn bên trong biến hóa hướng đi, Lam Hiên Vũ coi như thân thể có thể chống đỡ được, năng lực khống chế cũng có chỗ không kịp nhưng hắn hiện tại, khống chế thúy ma chiến hạm liền hoàn toàn khác nhau, thân thể sức thử nhận sớm đã là xưa đâu bằng nay, thần thức trưởng khống, đối chiến hạm kỹ thuật đã hoàn toàn có khả năng đem chiếc chiến hạm này tốc độ phát huy ra. Thân hình lặng yên không tiếng động chui vào chiến hạm bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi bích quang đã là phóng lên tận trời, cơ hồ là trong chốc lát liền đã lao ra tầng khí quyển, bay vụt vào vũ trụ bên trong. Lam hiền Vũ cho dù là thân ở trong chiến hạm, cũng có thể cảm nhận được cái kia toàn lực bùng nổ tốc độ là bực nào kinh người hắn mặc dù có không gian truyền tống năng lực, có thể là, ở trong không gian đại chiến trường tình huống dưới, không gian phá toái, căn bản không thể tùy tiện truyền tống, bằng không chính mình cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi, có thúy ma chiến hạm liền không đồng dạng, này muốn so hắn bằng vào thân thể của mình tốc độ phi hành tăng lên gấp 3 có thừa. Tại hắn phi hành hết tốc lực thời điểm, coi như là không có tầm bảo thú biến ảo tiến hành che giấu, mong muốn bắt được thân ảnh của hắn cũng là một chuyện vô cùng khó khăn xông vào vũ trụ, lúc trước chẳng qua là quay chụp hình ảnh đã biến thành hiện thực hình ảnh, mấy chục con thân hình to lớn khổng lồ con rết đang cùng thiên hỏa hạm đội tiến hành chiến đấu. Toàn thể tới nói, vẫn là thiên hỏa hạm đội chiếm cứ khá lớn ưu thế. Nhưng này chút khổng lồ con rết cũng không phải loại lương thiện, chúng nó mặc dù nhìn qua không có thiên hỏa hạm đội phối hợp ăn ý, nhưng chúng nó phun ra ra xương độc lại thậm chí có khúc xạ ánh sáng đường năng lực, triệt tiêu mất đại lượng thiên hỏa hạm đội hỏa lực. Thiên hỏa hạm đội chiến hạm cũng không dám nhường cái kia xương độc tiếp xúc quá gần chính mình, vòng phòng hộ đều sẽ bị ăn mòn. Trước đó đã có một ít cỡ nhỏ thiên hòa chiến hạm tại ăn mòn bên trong nổ tung. Chương 1573 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên hòa chiến hạm vẫn như cũ còn có dư lực không ngừng dưới sự công kích phương thiên hòa tinh phía trên thâm hồng chi vực. Trong lúc nhất thời, pháo hỏa liên thiên, Lam Hiên Vũ không có nóng lòng tiến vào chiến trường này loại quy mô chiến trường coi như là dùng thực lực của hắn nếu như chính diện đối đầu song phương khủng bố lực phá hoại chỉ sợ đều có ngã xuống nguy hiểm mở ra thúy ma chiến hạm thông tin trang bị lam hiền vũ quyết định một cái phương hướng toàn lực bùng nổ thúy ma chiến hạm tốc độ tựa như một sợi u quang lặng yên không tiếng động biến mất sau mười mấy phút trong vũ trụ không đáng chú ý ánh sáng hơi bóp méo một thoáng lam hiền vũ cùng hắn thúy ma chiến hạm chân chính tan biến tam thập tam thiên dực chiến hạm Đinh Trác Hàm thấy đi vào phòng điều khiển chính bên trong Lam Hiên Vũ, không khỏi cười nói, lão đại, ngươi thật là là quá lợi hại. Long mã liên bang hạm đội tổng chỉ huy quan. Ha ha ha, bọn hắn nếu là biết ngươi là gián điệp, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Lam Hiên Vũ tức giận, được, vậy còn không nắm ta xé thành mảnh nhỏ. Chuẩn bị một chút, theo ta đi. Đinh Trác Hàm sửng sốt một chút, không cần tại đây bên trong tiếp ứng các ngươi sao. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, chứ không cần, thiên hòa tinh trận chiến tranh này đối chúng ta mà nói là tương đương cơ hội tốt, mà lại, còn có long mã liên bang làm làm hậu thuẫn. Người ở bên này tiếp ứng ý nghĩa không lớn, còn có ngân giáp đại bằng chiến hạm tiếp ứng chúng ta đây. Liên hệ bên kia, chúng ta đi trước ngân giáp đại bằng chiến hạm, để nó thu tam thập tam thiên dực chiến hạm, sau đó ta mang người hồi trở lại thiên hòa tinh. Lần này có coi như không tệ tu luyện cơ hội, là đại gia đột phá thời cơ tốt. Tốt. Đinh Trác hàm nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng gật đầu gọi tốt từ lúc đi đến thiên long tinh bắt đầu tu luyện về sau đối với bọn hắn tới nói tựa như là mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn nguyên tới tu luyện có thể có dư thừa tài nguyên duy trì là có thể nhanh như vậy khó trách long tộc có thể xuất hiện nhiều như vậy siêu thần cấp cấp độ cường giả làm hiền vũ cũng không có dấu diếm chính mình dã vọng bọn hắn tam thập tam thiên dực nếu là tất cả đều có thể tu luyện đột phá đến thần cấp vậy đối với toàn bộ đấu la liên bang tới nói tuyệt đối đều là to lớn tăng lên huống chi còn có rất nhiều hệ thực vật hồn thú đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu có long thiên dưỡng trong bóng tối duy trì càng là làm ít công to đinh chắc hàm cũng tốt tam thập tam thiên dực thành viên khác cũng được tại thiên long tinh tu luyện một năm này đều tương đương với thoát thai hoán cốt tuyệt đại đa số đều đã bước vào hoặc là muốn bước vào phong hào đấu la ngưỡng cửa nếu như bọn hắn hiện tại tất cả đều trở về tới học viện sử lai khắc bên trong trèo chống toàn bộ nội viện đều không có vấn đề gì cả chớ nói chi là còn đã có lam hiên vũ cùng bạch tú tú tu luyện thành thần ngoài ra còn có mấy cái cũng sắp thành thần đợi một thời gian tam thập tam thiên dực tất cả đều tu luyện thành thần cũng không là cái gì chuyện không thể nào đinh trác hàm ở chỗ này tu luyện kỳ thật hiệu quả cũng không tệ hắn mang đến không ít thiên tài địa bảo kỳ thật cũng không thể so đồng bạn chậm nhưng hắn tự nhiên là càng muốn đi theo tại lam hiên vũ bên người tu luyện hiệu quả kia mới là tốt nhất tam thập tam thiên dực chiến hạm quay đầu tại ẩn hình trạng thái dưới gia tốc bay lượn đồng thời đinh trác hàm bắt đầu nếm thử mở ra thông tin tín hiệu liên hệ ngân giáp đại bằng chiến hạm thời gian không dài ngân giáp đại bằng chiến hạm bên kia truyền đến lam hiên vũ quen thuộc thanh âm ôn hòa trác hàm sao chuyện gì nghe được này quen thuộc thanh âm lam hiên vũ lập tức ánh mắt toát ra vẻ phấn khởi hắn có thể tại long mã liên bang hạm đội làm tổng chỉ huy thời điểm chỉ huy nhược định có thể là lúc này nghe được thanh âm của phụ thân nhưng như cũ là khó mà ức chế tâm tình khuấy động. Ba ba, là ta. Lam Hiên Vũ không kịp chờ đợi nói ra. Một bên khác lập tức truyền đến kinh hỉ thanh âm, Hiên Vũ, Hiên Vũ là ngươi sao? Đây cũng không phải là đường Vũ Lân thanh âm, mà là cái kia giọng nữ dễ nghe. Ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên, đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đem chính mình khuấy động mở cổ Nguyệt Na, thật là có chút hâm mộ ghen ghét. Cùng nhi tử so sánh, chính mình địa vị này thật chính là không được tốt lắm là ta, mụ mụ. Lam Hiên Vũ nghe được cổ Nguyệt Na thanh âm, tự nhiên là càng thêm vui vẻ, ta bây giờ đang ở tam thập tam thiên dực chiến hạm, các ngươi cho ta một cái chuẩn xác định vị, chúng ta lập tức đi. Thiên hòa tinh bên này chiến tranh đã toàn diện bày ra, tin tưởng không lâu sau đó, Long mã liên bang bên kia sẽ còn có càng nhiều trợ giúp tới. Ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Tốt, mau tới đi. Mụ mụ nhớ muốn chết. Cổ Nguyệt Na thanh âm đều có chút run rẩy, hốc mắt ửng hồng, kém một chút liền muốn khóc lên giống như dập máy thông tin định vị hoàn thành tam thập tam thiên dực chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước hướng phương xa bay lượn mà đi ngân giáp đại bằng chiến hạm thể tích khổng lồ mặc dù cũng có ẩn hình năng lực mà lại thậm chí có khả năng tiến hành không gian truyền tống nhưng bản thân nó năng lượng cường độ quá cao đủ để so sánh long thần cấp tàu bảo vệ cho nên vẫn là đứng ở khá xa địa phương mà trên thực tế liên hệ một mực là thông qua tam thập tam thiên dực trung chuyển tiến hành cho nên bọn hắn cũng vẫn luôn tại vì lam hiên vũ trong bóng tối hộ giá hộ tống phi hành hết tốc lực sau một tiếng, tam thập tam thiên dực chiến hạm đã đến chỉ định tọa độ, lúc này, từ bên này đã không nhìn thấy thiên hòa tinh. Cách đó không xa, một mảnh vành đai thiên thạch bên trong, hào quang bóp méo một thoáng, một đầu màu bạc chim lớn dương cánh bay lượn, trống rỗng xuất hiện. Theo trong vũ trụ thấy ngân giáp đại bằng chiến hạm, làm hiền vũ không khỏi sừng sốt một chút, cùng lần trước nhìn thấy chiếc chiến hạm này lúc so sánh, lúc này ngân giáp đại bằng chiến hạm nhìn qua tựa hồ càng có linh tính, nếu như không phải biết đây là một tàu chiến hạm, liền Lam Hiên Vũ đều muốn cho rằng đây quả thật là một đầu chim đại bàng ở trong không gian bay lượn. Hai con người bên trong sáng ngời có thần, thân thể cao lớn bày ra, tốc độ nhanh vô cùng, càng mang theo khí thế cường đại. Tam thập tam thiên dực chiến hạm cấp tốc dựa vào, đồng thời hiểu trừ của mình ẩn hình. Một đạo ánh bạc theo ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên vùng vãi, lặng yên rơi vào tam thập tam thiên dực trên chiến hạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam thập tam thiên dực chiến hạm liền đã bị thôn vệ trong đó, hư không tiêu thất vô tung. Làm Lam Hiên Vũ cùng Đinh Trác Hàm đi xuống Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm thời điểm, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đã đợi ở bên ngoài. Cổ Nguyệt Na đã là không kịp chờ đợi lách mình tới, ôm nhí tử. Lam Hiên Vũ vành mắt cũng đỏ lên. Dù cho hắn tại Thiên Long Tinh bên trên địa vị đã cơ bản ổn định lại, nhưng cũng vẫn như cũ là đi sâu chạy địch, tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm, thời khắc đều muốn nơm nớp lo sợ, muốn không để lại dư lực đi tăng lên tự thân, còn muốn cùng Long tộc lá mặt lá trái, lúc này thấy đến phụ mẫu, loại kia buông lỏng cùng tưởng niệm, là trong nội tâm tốt đẹp nhất tồn tại, trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ cả người tâm phẳng phất đều đã muốn hòa tan. Trên người mẫu thân mùi vị quen thuộc, khiến cho hắn là như thế an tâm. Khụ khụ, còn có ta đây. Đường Vũ Lân không biết là ăn cổ Nguyệt Na giấm vẫn là đang ăn Lam Hiên Vũ giấm, thăm thẳm nói một câu. Cổ Nguyệt Na lúc này mới buông ra đối với nhi tử ôm, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Đường Vũ Lân vừa mới gượng cười thời điểm, Lam Hiên Vũ đã nhào lên, dùng sức ôm lấy hắn đường vũ lân nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi từ phía sau lưng tốt tốt thật không đồng dạng đây cổ nguyệt na lúc này tự nhiên cũng cảm thấy lam hiên vũ khác biệt khẽ gật đầu tại bọn hắn cảm giác bên trong lam hiên vũ đúng là biến đến hoàn toàn khác nhau đột phá thần cấp về sau lam hiên vũ hai đại huyết mạch dung hợp thành tựu chân chính long thần huyết mạch hình thức ban đầu mà bọn hắn thì là đơn nhất kim long vương cùng ngân long vương huyết mạch bởi vì huyết mạch tương thông quan hệ lần nữa nhìn thấy lam hiên vũ bọn hán đầu tiên cảm nhận được chính là mình huyết mạch sôi trào có lam hiên vũ tại bọn hán tự thân huyết mạch phảng phất đều muốn bị hoàn toàn điều động như vậy nhưng này lại là một loại ôn hòa điều động phảng phất là có lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến giống như buông ra cùng phụ thân ôm lam hiên vũ vành mắt hồng hồng nói rất nhớ các ngươi cổ nguyệt na vành mắt cũng đỏ lên xông đi lên lần nữa ôm lấy nhi tử không đi lần này không đi có được hay không liền lưu tại mụ mụ bên người, cái gì chúng ta đều mặc kệ. Mụ mụ tốt không nỡ bỏ ngươi đi mạo hiểm. Ngươi không biết, mỗi ngày ta đều lo lắng đề phòng. Liền sợ nhìn xem thiên long tinh bên trên xuất hiện cái đại sự gì. Ngươi đột phá lúc ấy, nếu không phải Vũ Lân ngăn đón, ta nhất định muốn xông tới thủ hộ lấy ngươi. mươi 1574 mụ mụ, ta cũng rất nhớ ngươi. Lam Hiền vụ ôm ấp lấy mẫu thân, có thể là, hắn thật có thể không đi sao. Hắn hiện tại có thể là đấu thiên bộ cấp chín đấu thiên giả, có thể ngang nhau đấu thiên bộ bộ trưởng tồn tại, ở trên người hắn đã có quá nặng, quá nặng trách nhiệm, ở đâu là nói không đi liền có thể không đi đó. Tốt, hắn còn phải nhanh một chút chạy trở về, chúng ta nói ngắn gọn đi. Có vấn đề gì, ngươi có thể hỏi chúng ta. Đường Vũ Lân đi đến bên cạnh bọn họ, nhìn xem ôm nhau mẹ con, đáy mắt lóe lên một vệt vẻ thống khổ. Hắn lại làm sao bỏ được nhi tử, có thể lý trí lại để cho hắn căn bản là không có cách lựa chọn. Làm hiền vũ buông ra cùng mẫu thân ôm, Ôn nhu nói, mụ mụ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ba ba, ta chuyển về thâm hồng chi vực tư liệu ngài nhìn qua đi. Lúc trước các ngươi đều đã từng cùng thâm uyên vị diện chiến đấu qua, này thâm hồng chi vực cùng thâm uyên vị diện có phải hay không rất giống? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thực rất giống. Sinh vật đặc tính rất giống, bất tử đặc tính cũng giống. Chỉ bất quá không cùng một đẳng cấp mà thôi. Này thâm hồng chi vực vị diện cấp độ cực cao, chính là chúng ta cuộc đời ít thấy, chỉnh cái vị diện càng là cùng lúc trước thâm uyên vị diện khác biệt. Thâm uyên vị diện tại thời gian rất lâu đều tương đương với bị chúng ta phong ấn, cho nên, tại ban đầu cùng thâm uyên vị diện mấy ngàn năm trong chiến đấu, chúng ta càng nhiều là canh giữ ở lối ra không để chúng nó ra tới. Thẳng đến về sau khi đó do tà hồn sư tạo thành thánh linh giáo cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội, lúc này mới bị thâm uyên vị diện chạy tới vùng cực bắc, từ đó tạo thành cuối cùng cái kia một trận đại nạn. Nhưng trên thực tế, hết thảy tất cả đều là tại gia ra, ra ngươi trong tính toán thời khắc cuối cùng, ngươi tàng tổ cùng ra ra ngươi lưu lại ý chí ra tay, đánh tan thâm uyên thánh quân, này mới khiến đấu la tinh có thể thôn phệ thâm uyên vị diện toàn bộ năng lượng, nhưng sinh mệnh chi chủng một lần nữa tỏa sáng sức sống, mới có vĩnh hằng chi thụ tiến hóa cùng với sau này toàn bộ tinh cầu tiến hóa, để cho chúng ta hồn sư có thể đột phá đến thần cấp dùng thượng tầng. Bằng không mà nói, chúng ta thậm chí liền tiến vào vũ trụ đều không có cơ hội. Cho nên, thâm uyên vị diện lúc ấy xuất hiện thời điểm, đối chúng ta mà nói, là tai họa, nhưng cũng đồng dạng là cơ hội. Đều là tại gia gia người an bài xuống, cuối cùng nhường đấu la tinh biến nguy thành an, nhân họa đắc phúc. Này thâm hồng chi vực nhìn qua, cùng thâm uyên vị diện sinh vật có điểm giống, ta đi hoài nghi nó có phải hay không cùng đã từng thâm uyên vị diện có chút quan hệ. Nhưng cũng có thể là này loại am hiểu tại thôn phệ vị diện đều là cái này loại hình. Nhưng thâm hồng chi vực tình huống muốn so với lúc trước thâm uyên vị diện cường đại hơn rất nhiều lúc trước thâm uyên vị diện, ta cơ hồ có khả năng khẳng định là không có vũ trụ năng lực tác chiến. Chúng nó có lẽ có khả năng ở trong không gian bay lượn, nhưng quyết không có thể nào giống thâm hồng chi vực dạng này, để cho mình đột nhiên xuất hiện tại một quả tinh cầu mặt ngoài, thậm chí còn có khả năng đem chính mình làm làm vũ khí tiến hành công kích. Loại kia cấp độ biến hóa, chỉ sợ đã tiếp cận thần cấp. Cho nên, tại cùng bọn hắn tiến hành thời điểm chiến đấu, người nhất định phải đặc biệt coi chừng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cha, hải thần các chủ nhắc nhở ta nói, Hoàng Kim Long Thương có thể giải quyết thâm uyên vị diện bất tử đặc tính, ta cũng lặng lẽ nếm thử qua, đúng là có thể, còn len lén hấp thu một chút thâm hồng chi vực vị diện năng lượng, quả nhiên là có thể đem hắn chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng, có tầm bảo thú biến ảo, đối phương hiện, thẳng đến về sau có một đầu, hắn nắm mình tại cùng thâm uyên vị diện vật lộn quá trình đơn giản giảng thuật một lần hắn vừa mới nói xong cổ nguyệt na liền không nhịn được đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái nói lá gan của ngươi cũng quá lớn ngươi liền không sợ thâm hồng chi vực nhằm vào ngươi sao lúc trước nói đến đây nàng đột nhiên dừng cạnh nàng đường vũ lân nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng cổ nguyệt na khuôn mặt đỏ lên nhìn cái gì vậy ta nhớ lại một chút điểm không được sao ân được dĩ nhiên đi đúng vậy mụ mụ ngươi nói không sai làm như vậy vô cùng mạo hiểm năm đó bởi vì ta sử dụng hoàng kim long thương có thể thôn phệ thâm uyên sinh vật sinh mệnh năng lượng lúc ấy tại cùng thâm uyên trong chiến đấu làm ra tác dụng không nhỏ đem một chút thâm uyên cường giả sinh mệnh năng lượng thôn phệ từ đó suy yếu bọn hắn biết thâm uyên mới làm chúng ta vô pháp ngăn cản so với ta lúc ban đầu trên thực tế thực lực ngươi bây giờ cùng thâm hồng chi vực tiến hành so sánh rất có thể sẽ càng yếu một ít cho nên ngươi nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được lam hiên vũ gật gật đầu nói ta nhất định sẽ cẩn thận thế nhưng, ta cảm thấy đây cũng là một cơ hội, thâm hồng chi vực vị diện có thể hủy diệt hai loại đặc tính ở giữa một loại kỳ lạ vị diện. Thôn phệ năng lượng của bọn hắn, có thể đem hắn chuyển hóa làm thích hợp ta, có những năng lượng này duy trì, tu vi của ta liền có thể gia tốc tăng lên. Nếu như ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến siêu thần cấp cấp độ, huyết mạch trên phạm vi lớn tiến hóa, thâm hồng chi vực mong muốn đối ta khó uy hiếp được an toàn của ta. Ngài có cái gì kinh nghiệm muốn truyền thụ cho ta sao? Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, nói: "Phương diện kinh nghiệm chủ yếu có hai điểm, thứ nhất, nếu như Thâm Hồng Chi vực cùng lúc trước Thâm Uyên vị diện giống, như vậy bản thân nó cũng không là không có kẽ hở. Thông qua đánh giết nó chỗ phóng thích ra cường giả, hơn nữa có thể thôn phệ những cường giả này mang đến năng lượng, như vậy là có thể trực tiếp đối với nó tiến hành suy yếu. Thứ hai, tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần ngươi không tiếp xúc đến Thâm Hồng Chi vực bản thể quá gần địa phương, nó hẳn là cũng còn không để ý tới ngươi." Đối với nó tới nói, thôn vệ tinh cầu sinh mệnh năng lượng càng trọng yếu hơn. Người hấp thu điểm này năng lượng cùng thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng so sánh không tính là gì. Có thể là, tuyệt không thể để nó như thế tùy tiện thôn phệ xuống, bằng không mà nói, một khi nó thôn phệ đến thần giới cấp độ, liền không còn có cái gì lực lượng có thể áp chế nó, đó mới là lớn nhất tai họa. Bởi vậy, vô luận long mã tinh hệ trước đó cùng chúng ta là quan hệ như thế nào, hiện tại phải nghĩ biện pháp phối hợp bọn hắn đem thâm hồng chi vực triệt để lưu tại thiên hòa tinh, đem hắn tiêu diệt. Bằng không mà nói, tương lai tất thành họa lớn. So sánh dưới, mới thành lập Long Mã Liên bang mặc dù có khả năng đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, có thể cái kia phần uy hiếp còn cần thời gian rất lâu. Dĩ nhiên, này hết thảy tất cả đều muốn xây dựng ở ngươi tự thân an toàn trên cơ sở. An toàn của ngươi đã không chỉ là đối ta và mẹ ngươi trọng yếu, đối chính ngươi trọng yếu, thậm chí là đối toàn bộ đấu la liên bang đều mười phần trọng yếu chính ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng điểm này vốn có to lớn tiền lời tình huống dưới tiến hành trình độ nhất định mạo hiểm ta không phản đối nhưng nhất định không muốn quá liều lĩnh chúng ta đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn tại thời điểm cần thiết chúng ta nhất định sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi làm hiền vũ nghe phụ thân cũng không hề hoàn toàn ngăn cản chính mình mạo hiểm hành vi không khỏi hơi kinh ngạc cổ nguyệt na lại là vứt cho đường vũ lân một cái liếc mắt hư lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn của mình lại cũng không có mở miệng phản bác đường vũ lân mỉm cười nói nếu như nói, một vạn năm trước trận đại chiến kia, ta là nhân vật chính. Như vậy, một vạn năm sau hôm nay, ngươi mới thật sự là nhân vật chính. Có thể giải quyết hết thảy vấn đề căn bản, kỳ thật không phải chúng ta chiến thắng Long Mã Liên bang, cũng không phải là đánh tan này Thâm Hồng chi vực, mà là ngươi có thể chân chính thành tựu Long thần." Thẳng thắn nói, trước kia đối điểm này, chúng ta đều không có đáp lại hy vọng quá lớn, bởi vì đó thật là quá mức gian nan, cũng quá khó đi một con đường. Có thể là, ngươi nhưng chính là đem con đường này dần dần đi ra." từ trên người ngươi, chúng ta đã cảm nhận được chân chính thuộc về long thần khí tức. Thâm hồng chi vực thành tựu thần giới cấp độ nhất định là cực kỳ chuyện kinh khủng, thậm chí sẽ bao phủ toàn bộ long mã tinh hệ, tương lai cũng chắc chắn uy hiếp được chúng ta. Nhưng nếu như ngươi có thể thành tựu long thần, trùng kiến thần giới, như vậy, thâm hồng chi vực uy hiếp lại đáng là gì đâu. Thâm hồng chi vực cấp độ còn có thể hướng lên tăng lên, nhưng này loại dùng thôn vệ hình thành vị diện, càng là hướng lên tăng lên, liền sẽ càng không ổn định mà ngươi không giống nhau, ngươi thành tựu long thần ngày đó, liền tất nhiên sẽ có thần giới tự nhiên sinh ra, đây mới thực sự là thần giới. Cho nên, đối ngươi tu vi tăng lên có chuyện lợi, không thể bỏ qua. Nghĩ muốn thành tựu long thần, ngươi cần có năng lượng nhất định là con số thiên văn, chẳng qua là bằng vào chính mình tu luyện là không thể nào làm được. Cùng một vạn năm trước một dạng, thâm hồng chi vực tựa như lúc trước thâm uyên vị diện, là tai họa, nhưng cũng đồng dạng là cơ hội. Người thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu rõ tại ý tứ, chương 1575 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Làm Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, hắn nghe hiểu, cái này cũng cùng dã tâm của hắn không mưu mà hợp, ba ba, mụ mụ, tại thành tựu long thần phương diện này, các ngươi còn có cái gì muốn giao cho ta sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng mẫu thân, dù sao mẫu thân mới là đã từng long thần chân chính một bộ phận. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, làm ngươi đột phá siêu thần cấp về sau, sẽ phát sinh cái gì ta cũng không dễ phán đoán, nhưng long thần hạch tâm tại ta chỗ này chờ ngươi sẽ phải đột phá siêu thần cấp thời điểm ta sẽ đem nó giao cho ngươi cái kia đem là chân chính cơ hội bất quá ngươi nhất định phải đem tu vi của mình củng cố càng thêm nghiêm chắc hiện tại ngươi làm liền rất tốt làm hiền vũ nói trước đó ta đi qua một chuyến long giới gặp được long thần hài cốt lời vừa nói ra cổ nguyệt na lập tức giật mình ngươi gặp được có cái gì cảm ứng sao Lam Hiên Vũ bờ môi ông động, truyền âm đem chính mình ngay lúc đó, ta ngộ giảng thuật một lần, Đinh Trác Hàm cũng hết sức thức thời vội vàng lui ra, can hệ trọng đại, không phải Lam Hiên Vũ không tin Đinh Trác Hàm, chuyện này vẫn là chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng biết tương đối tốt. Nghe hắn giảng giải, Cổ Nguyệt Na kéo tay phải của hắn, yên lặng cảm thụ được trong tay phải hắn biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng nhàn nhạt cửu thải vầng sáng liền từ trên người Cổ Nguyệt Na phát sáng lên, nàng vốn là tuyệt sắc dung nhan, lúc này càng bị phụ trợ không gì sánh được. Đường Vũ Lân cũng tới đến Lam Hiên Vũ bên người, giữ chặt hắn một cái tay khác, nhưng trên thân lại là không có gì thay đổi. Hai người thần thức phân biệt từ trên người Lam Hiên Vũ quét qua, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa, dần dần, trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. "Vâng, thật chính là." Cổ Nguyệt Na quả quyết nói ra. Đường Vũ Lân gật gật đầu, ta cũng cảm ứng được. Đây cũng là chân chính Long Thần xương cốt đối ngươi cải tạo. Còn có, ngươi hấp thu sinh mệnh năng lượng rót vào cánh tay phải là đúng, sinh ra chân chính thuộc về ngươi long thần long tủy, đây mới là ngươi thuế biến then chốt. Chờ ngươi toàn thân đều có thể đổi tủy thành công, hẳn là có thể hướng siêu thần cấp bước vào. Cánh tay phải của ngươi không chỉ là xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, làn da, tất cả đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hóa, cùng địa phương khác không giống nhau. Đã có thể so với tại ta. Nếu như vậy, ngươi đi mạo hiểm một chút, chúng ta cũng có thể yên tâm. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng nhìn về phía nàng, lúc trước ngươi nếu là quyết tâm đem ta nuốt, nói không chừng cũng có thể như vậy đi, mà lại đã sớm thành tựu chân chính Long thần. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, không biết ngươi đang nói cái gì. Đường Vũ Lân cười ha ha, nói, không có việc gì, ta biết là được rồi. Hiên Vũ, mặc dù ba ba cũng đặc biệt muốn cho ngươi nhiều tại bên người chúng ta lưu một quãng thời gian, có thể phía trước chiến trường không thể không có ngươi, rời đi quá lâu dễ dàng bị Long tộc hoài nghi, huống chi, ngươi còn muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phán đoán của ngươi không sai, ở trong không gian đối những thâm hồng chi vực đó sinh vật ra tay là cực lựa chọn tốt. Nó coi như mong muốn đối ngươi làm cái gì, khoảng cách như thế xa cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng vẫn là câu nói kia, hết thảy đều muốn cẩn thận. Không chỉ là muốn phòng bị thâm hồng chi vực, càng phải phòng bị long tộc phương diện. Long tộc cùng thiên mã tộc có thể thống trị toàn bộ long mã tinh hệ nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ đối phó. Ừm. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Cổ Nguyệt Na thật chặt lôi kéo Lam Hiên Vũ tay, nàng dĩ nhiên biết đường Vũ Lân nói đều đúng, nhưng là mẫu thân, nàng là thật không nỡ bỏ nhi tử. Lam Hiên Vũ lại ôm lấy mụ bụ, mụ, mụ mụ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Chờ ta lần sau trở về thời điểm, ít nhất cũng là chân thần cấp nha. Cổ Nguyệt Na thở sâu, tại trên mặt hắn hôn một cái, con ngoan, buông tay đi làm đi, mụ mụ ủng hộ ngươi. Cùng lắm thì chính là chúng ta trên chiến trường đưa ngươi cướp về. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, tại thời khắc này, Cổ Nguyệt Na lộ vẻ so Đường Vũ Lân còn muốn bá khí mấy phần. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đem Lam Hiên Vũ một mực đưa đến chiến hạm bên ngoài, nhìn xem hắn cùng Đinh Trác Hàm lên Thúy Ma chiến hạm. "Ba ba, mụ mụ, ta đi trước." Bích quang lóe lên, Thúy Ma chiến hạm đã là hư không tiêu thất, gần đây thời điểm muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thúy Ma chiến hạm bên trên, Đinh Trác Hàm kêu thảm một tiếng, "Lão đại, chậm một chút, chậm một chút. Quá nhanh, không chịu nổi." to lớn lực trùng kích kém chút khiến cho hắn liền ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Tựa như là lúc trước lần thứ nhất học tập tinh tế chiến cơ điều khiển thời điểm giống như. Lam Hiền Vũ tức giận, người này thân thể nhỏ bé cũng quá yếu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là phân ra một cỗ long lực, hóa thành long cương ôm trọn ở thân thể của hắn, này mới khiến đinh chắc hàm chậm lại. Ngân giáp đại bằng chiến hạm. Nhìn xem mạn thuyền ngoài cửa sổ vũ trụ, đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na đứng sóng vai, mặc dù rõ ràng đã không nhìn thấy nhi tử thân ảnh, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn chăm chú lấy Thúy Ma chiến hạm tan biến phương hướng. Ngươi có phải hay không đã nghĩ tới?" Đường Vũ Lân nhẹ giọng hỏi. "Ta không có, ta biết ngươi đang nói cái gì, hừ." Cổ Nguyệt Na tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn xem nàng rời đi phương hướng, khóe miệng không khỏi toát ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, thật không có sao. Vừa mới, ngươi có thể là thốt ra nha. Bất quá, đã ngươi nói không có, vậy nếu không có đi Ngươi muốn thế nào được thế nấy, ai bảo ta thiếu ngươi đâu. Thúy ma chiến hạm trở về tốc độ, muốn so tam thập tam thiên dực tới thời điểm nhanh nhiều lắm, chỉ 10 phút đồng hồ, liền đã lần nữa thấy thiên hòa tinh. Cùng bọn hắn lúc rời đi không có gì khác biệt, chiến tranh còn là sự tại rằng có trạng thái, nhưng trong vũ trụ khổng lồ con rết đúng là nhiều một chút, so với trước nhiều mấy chục cái, cũng chặn lại càng nhiều hỏa lực. Đối với một tên quan chỉ huy ưu tú tới nói, giải đọc chiến trường là vô cùng trọng yếu năng lực, Lam hiền vũ thấy thâm hồng chi vực phái ra càng nhiều am hiểu tại vũ trụ tác chiến khổng lồ con rết phản ứng đầu tiên chính là bọn hắn đối với thiên hòa chiến hạm hỏa lực vẫn là có kiên kỵ thậm chí là khó mà hấp thu chỉ có đối năng lượng không hấp thu được mới cần thời gian tới giảm sóc không có nóng lòng vùi đầu vào trong chiến đấu mà là cấp tốc khống chế thúy ma chiến hạm một lần nữa xuyên qua tầng khí quyển trở về tới thiên hòa tinh lên hắn đầu tiên quan sát liền là trên mặt đất cái kia màu đỏ sậm khoách trương tình huống Chính như hắn dự liệu như thế, thâm hồng chi vực mang tới màu đỏ sậm cũng không có gia tốc lan tràn, nhìn qua còn muốn gom lại mấy phần. Thiên hòa chiến hạm đã kích hữu hiệu rồi. Theo trước đó trong chiến tranh liền có thể nhìn ra được, thiên hòa tộc chi này thiên hòa hạm đội đúng là không phải tầm thường. Hắn thực lực tương đương không yếu, ngoại trừ khuyết thiếu đỉnh cấp kỳ hạm bên ngoài, hắn sức chiến đấu cùng trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có kém hơn đấu la liên bang quá nhiều, mà lại phối hợp ăn ý. Tại dạng này kéo dài đại ra phía dưới, Thoạt nhìn, thâm hồng chi vực đều hơi có xu hướng suy tàn. Chỉ cần thiên hòa hạm đội có thể bức bách thâm hồng chi vực thoát ly thiên hòa tinh, không nữa thôn vệ thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng, sơ bộ mục đích coi như là đã đạt thành. Thâm hồng chi vực theo trước đó chỗ biểu hiện ra năng lực đến xem, cường đại nhất là chính nó, nếu như nó dùng chính mình làm vũ khí, chỉ sợ thiên hòa hạm đội cũng muốn nhượng bộ lui binh. Có thể là, thôn vệ vừa mới bày ra, nó hiện tại bỏ được lui lại sao? đơn giản quan sát phán đoán về sau lam hiền vũ ghi chép hình ảnh sau đó phi tốc hạ xuống về tới đồng bạn tu luyện trong sơn động hắn vừa mới vừa dứt dưới trong sơn động một đoàn ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn năng lượng năm màu hướng ra phía ngoài chen trúc mà ra lam hiền vũ giật nảy mình nhưng hắn vẫn là cấp tốc tránh ra nương theo lấy dít lên một tiếng to lớn ngũ hành kỳ lân đã là phóng lên tận trời Tại đây ngũ hành kỳ lân sau lưng, còn đi theo một đạo khác ngũ hành kỳ lân hư ảnh, là mặt khác năm loại kỳ lân tổ hợp. Âm dương nhị khí, âm dương ngũ hành kỳ lân, hoặc là nói là thiên can kỳ lân. Làm Hiền Vũ cũng không biết đường vũ cách là tu luyện thế nào, nhưng tại thời khắc này, nàng hiển nhiên là có lựa chọn của mình. Không phải trực tiếp 10 loại màu sắc hóa thành thiên can kỳ lân, mà là đem ngũ hành kỳ lân chia làm âm dương hai loại. Trên bầu trời, một đoàn màu trắng đen âm dương mây mù dâng trào mà tới, ngay sau đó, mảng lớn mây đen liền hướng phía bên này ngưng tụ đến, lôi kiếp buông xuống, chương 1576 ngang một tiếng to rõ tiếng long ngâm theo Lam Hiên Vũ trong miệng phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là bay lên trời. Trận trận long ngâm to rõ, hắn đã hóa thành một đầu dài đến trăm mét bảy màu cự long, xông vào trong trời cao, từng đạo thần thức đúng lúc này hướng phía bên này càn quét tới, làm Hiên Vũ trong mắt ánh sáng chín màu lóe lên một cái rồi biến mất, tay phải long chảo hư không đánh ra, lập tức đem những cái kia thăm dò mà đến thần thức ngăn cản ở ngoài. Lam, xảy ra chuyện gì? Trung Chí Sương hơi kinh ngạc thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ cung kính nói, thứ tọa, ta có một ý tưởng, mong muốn làm thí nghiệm. Cái kia thâm uyên vị diện không phải có bất tử đặc tính sao? Vậy nếu như thâm hồng chi vực đối mặt thiên kiếp mang tới kiếp lôi, nó bất tử đặc tính có phải hay không sẽ bị hạn chế. Cho nên, lần này ta mang đến một chút phụ thuộc tôi tớ, đều là tiếp cận đột phá đến thần cấp, vừa vặn có một cái đột phá, ta thí nghiệm một thoáng. Nếu như hữu hiệu, ta đây có khả năng thi triển sức mạnh sấm sét, nói không chừng liền đối thâm hồng chi vực có thể có chỗ áp chế. Lúc này, trên bầu trời, đã là lôi vân cuồn cuộn. cuộn. Lam Hiên Vũ lại là bay lên trời, đúng là trực tiếp hướng trong lôi vân phóng đi. Mang theo đồng bạn đi vào thiên hòa tinh tu luyện mà lại có độ kiếp dự định, Lam Hiên Vũ đương nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị. Đường Vũ cách lôi kiếp, cơ hồ tất nhiên là thất thải thiên địa kiếp trình độ, không có hắn che lấp, thất thải giải thích thế nào? Đây là cái nào chủng tộc thiên tài? Tốt, vậy ngươi hết thảy cẩn thận, bản tọa sẽ thay ngươi thủ hộ. Trung trí xương quả nhiên không nghi ngờ gì, chủ yếu là với hắn mà nói, một cái bình thường thần cấp tấn thăng thật không tính là gì, Long tộc loại tình huống này phổ biến vô cùng trừ phi là giống Lam Hiên Vũ như thế, dẫn tới cửu thải lôi kiếp, bằng không thật đúng là không đáng hắn quan tâm. Mà lại hắn cũng bị Lam Hiên Vũ nói có chút tâm động, lôi kiếp năng lượng, đối thâm hồng chi vực có phải hay không sẽ có phá hư tính đâu. Nhất là lúc này thâm hồng chi vực đã có chút bị thiên hỏa hạm đội áp chế, lựa chọn lúc này tới tiến hành thí nghiệm, cũng đúng là cái cơ hội tốt. Trên bầu trời, kiếp vân trở nên càng lúc càng nồng nặc, mà âm dương ngũ hành kỳ lân trôi nổi tại giữa không trung, cũng là màu sắc rực rỡ hào quang tỏa sáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Âm dương hỗn độn điều nội ẩn tại bên trong, Đường Vũ Cách biến thành ngũ hành kỳ lân ở trên bầu trời Cố Phán Sinh Tư, tự thân khí tức kéo dài tăng lên. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắc bạch song sắc âm dương nhị khí không ngừng tại nàng hai cái trong thân thể đi xuyên, khiến cho hai cái thân thể đột nhiên cái này trở nên ngưng tụ, đột nhiên cái kia trở nên ngưng tụ, tựa như là tại âm dương ở giữa không ngừng chuyển hóa giống như. Đường Vũ Cách sở dĩ lựa chọn dạng này hình dáng, hay là bởi vì Lam Hiên Vũ cho nàng món kia thần khí âm dương thần bài. Khi nàng vừa mới thu hoạch được âm dương thần bài thời điểm, liền từ giữa cảm nhận được khổng lồ âm dương năng lượng, âm dương hỗn độn điểu càng là cực kỳ phấn khởi mong muốn vọt thẳng vào trong đó. Nhưng lúc đó Đường Vũ Cách cũng cảm giác được, nếu để cho âm dương hỗn độn điểu xông vào trong đó, chính mình chỉ sợ trực tiếp liền muốn thành thần, cho nên một mực áp chế đến bây giờ. Một cái là bởi vì tại Thiên Long Tinh bên trên thành thần quá mức nguy hiểm, dễ dàng bị phát hiện vấn đề còn có chính là nàng cũng hy vọng có thể có càng nhiều tích lũy tại đây đoạn tích lũy trong thời gian nàng cũng cùng âm dương hỗn độn điều tiến hành nhiều lần câu thông âm dương hỗn độn điều nói cho nàng âm dương nhưng thật ra là sáng tạo phân thân làm âm dương hòa hợp thời điểm liền là bản nguyên nhất sáng tạo thế nhưng như thế sáng tạo lực lượng cũng không là nàng có khả năng tiếp nhận coi như là thần cấp cường giả cũng không chịu nổi cho nên hóa thành âm dương nhị khí hỗ trợ lẫn nhau mới là lựa chọn tốt nhất so với trước đó thiên can kỳ lân, cùng ngũ hành là một âm dương kỳ lân, đơn thể sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Mà lại, cả hai kết hợp, còn sẽ có được giống võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ thuộc tính cùng năng lực. Một khi đột phá thần cấp, cái kia chính là xưa nay chưa từng có tồn tại. Bởi vậy, đường vũ cách mới có lựa chọn như vậy. Tại thiên hòa tinh đột phá, thiên hòa tinh có được khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm duy trì, Đồng thời, lúc này đang trong chiến tranh, càng nhiều lực chú ý đều tại Thâm Hồng Chi vực bên kia, đối sự chú ý của nàng chắc chắn sẽ không quá nhiều, lại thêm Lam Hiên Vũ che giấu, tiếp xuống liền nhìn nàng tiếp nhận thiên kiếp năng lực. Ầm ầm một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về đường vũ cách, ngay sau đó, lại là một tia chớp hạ xuống, thẳng đến một phương hướng khác bay đi, lại là cái kia Thâm Hồng Chi vực phương hướng. Để cử dưới, chân tâm không sai, đáng giá trang cái, tất lại có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm diễn kịch diễn nguyên bộ. Lam Hiên Vũ nói đều nói rồi, tự nhiên là muốn thật đi làm. Dẫn động lôi kiếp. Một vị có thể dẫn động lôi kiếp long tộc. Đây là rất nhiều long mã liên bang cường giả chấn kinh ý nghĩ. Trong đó, nhận biết Lam Hiên Vũ những cái kia vị cũng đồng dạng rung động. Bát tí thần ma thái tử ở phía xa nhìn xem bên này một đạo thất thải lôi đình trực tiếp đánh vào thâm hồng chi vực, bộc phát ra một đoàn chói mắt thất thải quang mang lúc, không khỏi ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Lam, Lam đã cường đại như vậy sao? liền lôi kiếp năng lượng đều có thể dẫn động đúng không? Ý vị này, thất thải lôi kiếp đối nàng căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì a. À. Đồng dạng cảm thụ, còn có đường lăng tộc, thiên mã tộc, long tộc các vị cường giả. Làm trước đó quan chỉ huy tạm thời, làm hiền vũ đối hạm đội chỉ huy biết tròn biết méo, đầy đủ đạt được bọn hắn tán thành, nhưng đó là trí tuệ phương diện. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, vị này vẫn là long mã liên bang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái kia thất thải lôi đình đánh vào thâm hồng chi vực toa hình trong nước xoáy, đừng nói, thật đúng là làm ra hiệu quả nhất định, cái kia toa hình vòng xoáy mặt ngoài bị tạc ra một mảnh bảy màu, mặc dù đang thong thả khép lại bên trong, nhưng ai nấy đều thấy được, bị thất thải lôi đình nổ tung cái kia một khu vực, đang khôi phục quá trình bên trong, là đang hấp thu tự thân năng lượng để hoàn thành. Nói cách khác, thất thải thiên địa kiếp, đối với thâm hồng chi vực là có nhất định phá hư tính. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan lúc này ngay tại thự quang long kỵ sĩ trung trí xương bên người, thấy cảnh này, nhịn không được tán thán nói, nhà đầu này thực có can đảm nghĩ a, à. hơn nữa còn thật có thể làm được. Ta làm sao lại không nghĩ tới, dùng lôi kiếp lực lượng đi đối phó bọn hắn đâu. Trung trí Sương mỉm cười nói, ngươi nếu là cái gì đều có thể nghĩ đến đến, ngươi có thể đi cũng sẽ càng xa hơn. Đúng là cái ý đồ không tồi, lôi kiếp cũng là thiên địa chi lực, là đại tự nhiên ý chí, là vũ trụ trí lý diễn hóa, càng là đối với sinh vật khảo nghiệm. Lực lượng như vậy mong muốn dùng bất tử đặc tính đi chống cự đúng là không quá hiện thực. Bất quá, loại trình độ này lôi kiếp, uy năng vẫn là quá nhỏ một chút. Đổi lúc trước Lam cái chủng loại kia cửu thải lôi kiếp, nói không chừng thật có thể nhường thâm hồng chi vực ăn không nhỏ thua thiệt. Khá là đáng tiếc. La Lan cười nói, tối thiểu tìm được một loại khắc chế bất tử đặc tính phương thức. Luôn có thể tiêu hao một chút cùng kiềm chế một chút thâm hồng chi vực, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lần này thiên hòa tinh cũng xem như tất cả đều bại lộ, thủ tọa có phải hay không cũng nhanh muốn đi qua rồi. Trung trí xương gật gật đầu, nói, lần này, phải tất yếu đem chiến trường triệt để lưu tại nơi này. Này thâm hồng chi vực bên trong năng lượng ẩn chứa không thể coi thường. Nếu như có thể đem hắn lưu lại, coi như là hy sinh thiên hòa tinh cũng đáng. Lần này, có lẽ ngược lại là thủ tọa một lần lớn nhất cơ hội. La Lan chấn động trong lòng, đại ca, ngươi nói là. Trung trí sương mỉm cười, Giang Vĩ Cường có thể trở thành thủ tọa, hắn chưa bao giờ thiếu dã tâm, càng là không thiếu khuyết thực lực cùng trí tuệ. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ nếm thử đi nắm chắc. Chỉ bất quá, Hiện tại thâm hồng chi vực chân chính cường độ có nhiều ít, chúng ta cũng còn vô pháp phán định. Hắn mong muốn nếm thử, vậy liền khiến cho hắn nếm thử đi. Hy vọng hắn có thể thành công. La lan vẻ mặt cổ quái nhìn hắn một cái, đại ca, thật hy vọng hắn có thể thành công. Trung trí sương liếc mắt nhìn hắn, nói, bằng không thì đâu. La lan tặng hắn một cái, tốt, tốt, người nói đều đúng. Cái kia chỉ hy vọng hắn thành công đi. Trung trí sương than nhẹ một tiếng, nói, người a à, có lúc vẫn là nghĩ quá đơn giản muốn trở thành thủ tọa, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, hắn kỳ thật cho tới nay đối long tộc cống hiến vẫn là tương đối lớn. Thật thành công, cũng giống vậy sẽ ưu đãi chúng ta. Ngươi cho rằng, ta thật mong muốn cùng hắn tranh đoạt quyền lực sao? Ta chẳng qua là hy vọng, chúng ta long tộc có thể phồn vinh hưng thịnh thôi. Vô luận là hắn, vẫn là tương lai Lam, đều có cơ hội này. Nếu như hắn không được, Lam khả năng cũng muốn vượt xa xa ta. Chương 1577 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. La là Lan nghiêm túc nói, đại ca mới là đại công vô tư, hết thảy đều vì chúng ta long tộc suy nghĩ. Trung trí Sương mỉm cười, kỳ thật, ta rất lười, người biết không? Đi một bước xem một bước đi. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, đã lại là mấy đạo thất thải lôi đình đánh vào thâm hồng chi vực. Cái này thí nghiệm. Làm hiền vũ cũng không chỉ là nói một chút, mà là thật mong muốn nếm thử một phen. Hắn có thể khống chế thiên kiếp. Đó là không có khả năng không phải nói không khống chế được, mà là một khi hắn ra tay, cái thiên kiếp này rất có thể liền muốn biến, biến thành thậm chí siêu việt cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp tồn tại, sau đó mục tiêu sẽ là hắn. Hắn còn không muốn tìm chết a. À, trên không hạ xuống thất thải thiên địa kiếp, đánh về phía đường vũ cách, tự nhiên là chính nàng lôi kiếp, mà đánh về phía thâm hồng chi vực thì là Lam Hiên Vũ chính mình dùng tự thân lực lượng ngưng tụ ra lôi kiếp năng lượng. Thiên địa thần lôi hai người này ban đầu cũng là không có khác biệt lớn, tranh lệch cũng chính là một tia thiên địa ý, ý chí thôi. Mà Lam Hiên Vũ bên này, đem chung quanh khí tức biến ảo tất cả đều tại hắn bên này, cực kỳ nồng đậm, che giấu đường vũ cách bên kia động tĩnh. Đường vũ cách cũng không có khiến cho hắn thất vọng, làm thất thải thiên địa kiếp rơi ở trên người nàng thời điểm. Âm dương nhị khí luân chuyển, đúng là đem cái kia lôi đình uy năng lặng yên không tiếng động tại âm dương trong nước xoáy dẫn dắt biến mất, trong lúc nhất thời hai cái ngũ hành kỳ lân trên thân điện quang lượn lờ cũng không có những người khác độ kiếp loại kia lừng lẫy khí thế thân ở lôi kiếp đám mây phụ cận lam hiên vũ cũng không khỏi kinh ngạc hướng phía phương hướng của nàng nhìn thoáng qua tốt một cái âm dương nhị khí a vậy mà trực tiếp đem thiên địa kiếp uy năng đặt vào trong cơ thể tiến hành đoán thể hấp thu điều này hiển nhiên không phải đường vũ cách tự thân thể phách có khả năng tiếp nhận mà là tới từ âm dương nhị khí tính đặc thù mới đúng cái này là thiên phú thêm thần khí mang tới chỗ tốt Long mã tinh hệ sinh vật chủng loại phong phú, lại thêm lúc này lực chú ý của mọi người đều bị Lam Hiên Vũ dẫn dắt đến Thâm Hồng Chi vực bên kia, Đường Vũ cách nơi này lại không có làm ra động tĩnh lớn, thật đúng là không có nhiều người chú ý tới nàng. Nương theo lấy từng đạo lôi đình ầm ầm mà xuống, thân ở trong lôi vân Lam Hiên Vũ, chung quanh thân thể lượn lờ lấy thất thải thần quang, hắn lúc này tựa như trong lôi kiếp một phần tử, nhưng lại cùng Đường Vũ cách lôi kiếp phân biệt rõ ràng chẳng qua là không ngừng dùng chính mình thúc đẩy sinh trưởng ra sấm xét lực lượng đi oanh kích thâm hồng chi vực bên kia. Đừng nói, thật sự chính là có nhất định hiệu quả, bị Lam Hiên Vũ lôi kiếp oanh chúng địa phương, đều sẽ tan biến một đoàn thâm hồng chi vực năng lượng, mặc dù rất nhanh liền được bổ sung, nhưng hết sức rõ ràng, này lôi kiếp lực lượng là thâm hồng chi vực thôn vệ không được. Đây đối với Lam Hiên Vũ tới nói cũng rất trọng yếu, khiến cho hắn có thể tiến một bước hiểu rõ thâm hồng chi vực đặc tính, tại phía sau nhằm vào lúc liền sẽ càng thêm dễ dàng một chút lôi kiếp từng đạo hạ xuống đường vũ cách bên kia khí tức lại là càng ngày càng hư ảo nhưng cũng không là suy yếu xuống cho lam hiên vũ cảm giác cái kia tựa hồ là một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái phẳng phất nàng toàn bộ người đều đã trở thành thiên địa một bộ phận dần dần cùng thiên địa đồng hóa lúc này tam thập tam thiên dực mọi người cũng đều đã đình chỉ tu luyện kích động nhìn trên không cảnh tượng mặc dù lam hiên vũ cùng bạch tú tú đều đã thành thần có thể này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến người một nhà đột phá đạo thần cấp a biết tất cả mọi người có khả năng đột phá là một chuyện, tận mắt chứng kiến liền lại là một chuyện khác. Đường Vũ cách lớn tuổi nhất, tu vi là nhất thâm hậu, lúc này đột phá thành thần, nhìn qua đúng là có loại nước chảy thành sông cảm giác. Tiếp nhận thất thải thiên địa kiếp tựa hồ cũng không hề khó khăn. Âm dương nhị khí vần quanh, hai đầu kỳ lân lẫn nhau không ngừng trở thành đối phương cái bóng, lẫn nhau giao thế phía dưới, lệnh Đường Vũ cách ngũ hành kỳ lân chi thể càng ngày càng mờ đi. Nhưng này thiên nhân hợp nhất cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt, Nguyên Ân Huy Huy là khẩn trương nhất một cái, hai quả đấm siết thật chặt, thiên địa kiếp lực áp bách tại mặt đất cũng có thể cảm thụ được, đây là thiên kiếp, cái này là thiên kiếp a. Vũ Cách tỷ đã độ kiếp rồi, chính mình cũng sắp đi. Bọn hắn đều dựa theo Lam Hiên Vũ nói tới phương thức tại tiến hành tu luyện, không ngừng áp chế tu vi của mình, nhưng căn cơ trở nên càng thêm kiên cố. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cùng phong thần chi thủ độ phù hợp cũng đang trở nên càng ngày càng cao thần khí phụng dưỡng khiến cho nguyên ân huy huy đối tự thân nắm bắt tính cũng đang không ngừng tăng cường. Châu thật sự là quá ngưu. vũ cách này ngũ hành kỳ lân. tiền lỗi thoát ra liền muốn nói gì nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn trên miệng liền đông lạnh lên một đống băng. lam mộng cầm lườm hắn một cái. tiền lỗi một mặt cảm kích nhìn nàng. hắn dĩ nhiên biết thiên thần chi nhãn để cho mình nói không phải là cái gì tốt lời. hắn hiện tại cái này hối hận a. À hối hận không nên ham thần khí tác dụng, này thiên thần chi nhãn chỗ tốt là thật to lớn, khiến cho hắn trực tiếp đều có được thần thức, bây giờ muốn đột phá, cũng chính là vừa xảy bước chuyện xảy ra. Có thể là, cái đồ chơi này tác dụng phụ cũng thật sự là quá mạnh. Mặc dù hắn ra mặt dày đi, có thể là hiện tại chính mình hình tượng này đã đổ sụp a. Lam Mộng Cầm hiện tại là tùy thời đi theo hắn, chỉ cần hắn nói chuyện, trực tiếp liền băng phong đóng kín, không cho hắn nói ra. Lúc này mới có thể khá hơn một chút, nhưng cái này cũng không gọi sự tình a đều không cách nào nói chuyện bình thường. Tiền lỗi trong lòng khổ a. À. Ông trên bầu trời, hắc bạch song sắc đột nhiên nở rộ, nuốt sống ngũ hành kỳ lân nguyên bản ngũ thải quang mang. Một sợi hắc bạch nhị khí trên không trung lượn lở một tuần, đã là từ trên trời giáng xuống. Xong rồi, Nguyên Ân Huy Huy kích động thốt ra. Đúng vậy, thành, Đường Vũ cách đột phá thành công. Trên bầu trời lôi vân dần dần tán đi, Đường Vũ cách đã là hóa thành Lam Hải tộc nhân bộ dáng, thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng lúc này mặc dù có thể rõ ràng thấy, nhưng lại cho người ta một loại như có như không cảm giác, tựa như là một đạo huyễn ảnh có thể hết lần này tới lần khác lại hiện thực tồn tại. Một vệt hào quang kỳ dị theo đường vũ cách đáy mắt lóe lên, nàng vừa xảy bước ra, liền đã về tới đồng bạn ở giữa. Âm dương nhị khí luân chuyển, tất cả khí tức đều biến mất theo vô tung. Không nói thêm gì, nhưng động huyệt, đại lượng sinh mệnh năng lượng lại uyển như như trăm sông đổ về một biển hướng thân thể của nàng hội tụ mà đi vừa mới đột phá, nàng cần đại lượng năng lượng bổ sung tự thân, theo nguyên bản hồn lực hướng thần lực chuyển hóa. Đồng thời tinh thần lực cũng đang thăng hoa về sau triệt để hướng thần thức thuế biến. Hâm mộ, tam thập tam thiên dực mọi người thấy ánh mắt của nàng, cái kia thật chính là vô cùng hâm mộ a. À. Thành thần, vũ cách tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú về sau, cái thứ ba đột phá thành thần, mà lại xem xét cũng không phải là bình thường thần cấp đơn giản như vậy. Toàn trình thất thải thiên địa kiếp, nàng đúng là nhẹ nhàng liền chịu đựng được đường vũ cách độ kiếp hoàn tất, làm hiền vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện thân tới. Bị hắn liên tục dùng lôi đình đánh thâm hồng chi vực nhìn qua cũng không có có phản ứng gì, bởi vì cùng hắn đánh lôi đình so sánh, trên không hạ xuống hỏa lực muốn cuồng bạo nhiều lắm, thâm hồng chi vực bên này mặc dù tăng cường đối không bên trong ứng đối, có thể là vũ trụ bên trong thiên hỏa hạm đội cũng là tăng cường hỏa lực, đưa nó đầy đủ kiềm chế. Lam Hiên Vũ thân hình lóe lên, đã là hướng mặt đất rơi đi. Đi vào trong huyệt động, hắn hơi cảm ứng một thoáng đường vũ cách biến hóa trên người, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Cho dù là dùng thần trí của hắn, lúc này cảm giác được đường vũ cách đều giống như một cỗ thiên địa nguyên khí, vô cùng tinh khiết thiên địa nguyên khí. Cái kia phẳng phất là vũ trụ ở giữa bản nguyên nhất lực lượng, vô cùng kỳ dị. Thân thể của nàng cũng là tại dạng này quá trình bên trong đang đang nhanh chóng tiến hóa lấy. Ở trong đó trọng yếu nhất liền là âm dương nhị khí tác dụng, không chỉ là âm dương hỗn độn điểu, càng là có âm dương thần bài công lao, Nguyên bản âm dương hỗn độn điều chẳng qua là ba 4 vạn năm tu vi, nhưng âm dương thần bài bổ túc thiếu sót của nó. Này mới khiến đường vũ cách tại vừa mới đột phá thời điểm như thế dễ dàng. Này âm dương nhị khí đang hấp thu lôi kiếp năng lượng, nơi này sinh mệnh năng lượng, xúc tiến đường vũ cách thân thể tiến hóa. Này tiến hóa tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ mỗi một khắc đều tại thoát thai hoán cốt. Một bước thành thần, đường vũ cách đã là có biến hóa long trời lở đất chương 1578 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lam Hiền Vũ nói, đại gia tiếp tục tu luyện, chờ một chút ta sẽ lại mang sinh mệnh năng lượng trở về. Tiền lỗi, Huy Huy, Mộng Cầm, các ngươi đều khoảng cách đột phá không xa, chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi đột phá thời điểm, ta sẽ trở về. Bọn hắn sử lai like khắc thất quái bên trong chỉ có Lưu Phong hiện tại tu vi kém một chút, mấy người khác bởi vì đều có thần khí phụ trợ, gần nhất thực lực tăng nhanh như gió, ngoại trừ đường vũ cách bên ngoài, tiếp cận nhất đột phá hiện tại ngược lại là tiền lỗi. Cái này là thiên thần chi nhãn mạnh đại tác dụng, cái đồ chơi này thật là có tính hai mặt, nó tác dụng phụ đúng là phiền toái, có thể nó mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Làm hiền vũ giao phó xong này chút, thân hình liền theo chi lặng yên biến mất, tan biến tại trong không khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tại tầm bảo thú che giấu phía dưới một lần nữa lên thúy ma chiến hạm, xông phá tầng khí quyển, lại vào vũ trụ bên trong trong vũ trụ, khổng lồ con rết tạo thành trận hình miễn cưỡng ngăn cản được đại bộ phận hạm đội công kích. Hạm đội hiện tại trận hình hơi kéo ra một chút, để tại có càng nhiều xê dịch không gian, chiến hạm cỡ nhỏ thối lui đến chỗ xa hơn. Bọn chúng phòng hộ năng lực không đủ để cùng khổng lồ con rết phun ra ra ăn mòn xương độc chống lại, một khi bị tiêm nhiễm, liền có bị hủy diệt khả năng. Lam Hiền Vũ không có nóng lòng ra tay, mà là tại yên lặng quan sát lấy trên chiến trường tình huống. Bên này trên chiến trường, không thể nghi ngờ là bị đông đảo siêu thần cấp cường giả chú ý, nhưng bên này năng lượng ba động cũng là cực cường. Những cái kia khổng lồ con rết cơ hồ đều có thần cấp trở lên cấp độ, một chút hình thể càng lớn thậm chí là chân thần cấp cường giả. Trong đó, tọa trấn trung ương nhất có một đầu thân dài vượt qua 2000m, toàn thân tản ra hào quang màu vàng sậm khổng lồ con rết, này rõ ràng là siêu thần cấp cấp độ tồn tại, chân chính siêu thần cấp. Hắn khí tức thậm chí muốn so trước đó cùng Thiên Long thứ tọa thự quang long kỵ sĩ trung trí xương đối kháng cái kia hắc hoàng còn cường đại hơn năm đại long kỵ sĩ cũng không có gia nhập bên này chiến trường mà là tại phía dưới giám sát thâm hồng chi vực này chút khổng lồ con rết thực lực cực kỳ cường hãn có thể thiên hòa hạm đội vẫn là đang không ngừng mở rộng lấy ưu thế may mắn những cái kia khổng lồ con rết coi như ngã xuống cũng sẽ không thật chết đi bằng không mà nói thâm hồng chi vực thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được hai bên lúc này tựa như là một trận tiêu hao chiến thiên hòa tộc khẳng định là vội vàng nhất bởi vì bọn họ thiên hòa tinh đang bị thâm hồng chi vực kéo dài thôn phệ lấy sinh mệnh năng lượng nhưng bọn hắn vội vàng cũng không có cách. Thâm Hồng Chi vực tính bền dẻo thật sự là quá mạnh. trước đó cái kia kinh thiên va chạm quả thực là sợ hãi không ít người. coi như là Long Kỵ sĩ nhóm cũng là thật sâu kinh kỵ. đây chính là một cái vị diện va chạm có thể dùng vị diện bản thân làm làm vũ khí này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy a. À. ai biết Thâm Hồng Chi vực còn có cái gì át chủ bài? Thiên Hòa Hạm đội hiện tại mục đích chính là muốn mau sớm đem này chút khổng lồ con rết toàn bộ đánh giết. chính như Đường Vũ Lân trước đó nói cho Lam Hiên Vũ như thế. Càng là mạnh mẽ thâm hồng chi vực sinh vật, mong muốn phục hoạt trùng sinh liền cần càng nhiều thâm hồng chi vực năng lượng, hơn nữa còn cần thời gian. Khổng Lồ con rết khẳng định là thâm hồng chi vực có thể đản sinh đỉnh cấp sinh vật một trong, chết mong muốn phục sinh cũng là cần thời gian. Nếu như cái kia siêu thần cấp Khổng Lồ con rết chết rồi, chỉ sợ một chốc điều khó có khả năng sống lại mà lại, càng là sinh vật mạnh mẽ trí tuệ càng cao, chúng nó cũng sẽ không nghĩ khởi tử hoàn sinh, bởi vì phục sinh sau, cũng không phải là chúng nó, hết thảy tất cả đều là làm lại từ đầu, ý thức sẽ không vẫn là ban đầu. Lam Hiền Vũ yên lặng cảm giác trên chiến trường tình huống, hắn từ khi thành thần về sau, còn không có toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Trong cơ thể phấn khởi huyết dịch đang sôi trào, cầu phú quý trong nguy hiểm A. Dùng mình bây giờ tu vi, nói là thế giới loài người mạnh nhất phi công chiến đấu cơ cũng không phải là quá đáng, Huống chi còn có Thúy Ma chiến hạm loại tồn tại này. Tiếp đó, hiện ra kỹ thuật thời điểm sắp đến. Nắm nắm tay phải, Lam Hiên Vũ ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén dâng lên. Cơ hội đang ở trước mắt, thần thức dẫn dắt, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ toàn thân long lực vận chuyển, đem tự thân trạng thái tăng lên tới cực hạn, Thúy Ma chiến hạm trong nháy mắt bùng nổ, nhanh như tia chớp cắt vào chiến trường. Hắn là theo phía sau cắt vào bên trong chiến trường nương tựa theo tầm bảo thú biến ảo năng lực, lúc này Thúy Ma chiến hạm căn bản là không có cách bắt được, coi như là thần thức cũng không được. Siêu cường biến ảo tăng thêm siêu cường tốc độ, trừ phi là siêu thần cấp cấp độ cường giả dùng thần thức chuyên chú khóa chặt một cái khu vực nhỏ, bằng không đều khó có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Thần thức toàn bộ triển khai, khiến cho Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Thúy Ma chiến hạm thể tích cùng trước mắt trên chiến trường những quái vật khổng lồ này so sánh thật sự là quá không nổi mắt quang mang lóe lên, Lam Hiên Vũ liền đã đến một đầu khổng lồ con rết phía sau. Đây là một đầu đã bị thương khổng lồ con rết. Nó gần nửa cái đầu sọ đều đã bị kích hủy, miệng vết thương đang đang nhanh chóng nhúc nhích, dùng cố gắng khôi phục. Trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lớn oành tính ăn mòn xương độc. Loại xương độc này có chiết xạ năng lượng công kích đặc tính. Ẩn thân bên trong Thúy Ma chiến hạm, tiếp theo một cái chớp mắt đã biến thành bảy màu, đó là Lam Hiên Vũ Long lực phủ lên, hơi hơi há mồm một đạo kim sắc bóng mờ từ trong miệng phun ra mà ra cơ hồ là trong chốc lát chợt lóe lên rồi biến mất cái kia khổng lồ con rết thân thể đột nhiên cứng ngắc một thoáng hoàng kim long thương chính là là chân chính thần khí lại thêm lam hiên vũ long lực toàn diện thôi động theo khổng lồ con rết trên đầu miệng vết thương trực tiếp đâm vào hắn trong cơ thể tiếp theo một cái chớp mắt kịch liệt nổ vang nổ vang hoàng kim long thương bên trên ẩn chứa lam hiên vũ rót vào trong đó quang ám thần lôi năng lượng trực tiếp nổ tung, đoạn tuyệt đầu này khổng lồ con rết cuối cùng sinh mệnh lực. Tử vong khổng lồ con rết, nguyên bản có được mạnh mẽ lực phòng ngự thân thể trong nháy mắt sụp đổ, dưới tình huống bình thường, sụp đổ về sau, thân thể của nó sẽ một lần nữa hóa thành thâm hồng chi vực năng lượng bị thâm hồng chi vực thu về mà đi. Có thể là, lúc này nó, nổ tung là nổ tung, nhưng không có nửa phần thâm hồng chi vực năng lượng tiêu tán, mà chính là như vậy hư không tiêu thất, huyễn cảnh che giấu trong thế giới, bích quang lóe lên, một lần nữa đem hoàng kim long thương nuốt vào, quay đầu liền chạy. Qua trong giây lát trốn xa ngàn dặm, trực tiếp từ phía dưới bay lượn, cơ hồ là bước nhảy không gian, liền bay đến thiên hỏa hạm đội phía sau. Lam Hiên Vũ kế hoạch rất đơn giản, tập kích, thôn phệ thâm hồng chi vực năng lượng, sau đó chạy đến thiên hỏa hạm đội phía sau đi hấp thu. Sau đó lại tập kích. Thúy Ma chiến hạm vừa mới vừa biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại thần thức liền đã quét tới, đầu kia thân dài vượt qua 2.000 mét siêu cự hình con rết đầu 16 con mắt kép trong nháy mắt bắn ra chói mắt hào quang màu vàng sậm, kinh khủng thần thức quét ngang toàn trường. Đáng tiếc là, coi như dùng thần trí của nó, mong muốn phát hiện Lam Hiên Vũ, cũng nhất định phải khóa chặt hắn chỗ khu vực mới được. Mà lúc này Lam Hiên Vũ đã đến thiên hòa hạm đội phía sau, đồng thời huyễn hóa thành một chiếc cỡ nhỏ thiên hòa chiến hạm dáng vẻ. Năng lượng khổng lồ đang ở cuồn cuộn không dứt thông qua Hoàng Kim Long thương rót vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể, bị cánh tay phải của hắn thôn phệ hấp thu, hóa thành giọt giọt long thần long tủy. Khá lắm, thật chính là thật là nhiều năng lượng a. À, lần đầu tập kích, thành công. Thiên hòa hạm đội bên này căn bản là không có phát hiện dị thường, một cái là bị đánh chết đầu kia khổng lồ con rết phía trước có đại lượng xương độc, còn có chính là, trước đó cũng có khổng lồ con rết ngã xuống. Cánh tay phải đã kinh biến đến mức nóng bỏng, cảm thụ được biến nhiều long thần long tủy, làm hiền vụ ánh mắt trở nên càng ngày càng phấn khởi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang tại thuế biến quá trình. Mặc dù hắn tự thân tu vi không có tùy theo tăng vọt, có thể long tủy xuất hiện, sẽ kéo theo toàn thân hắn hoán huyết, tiếp tục tăng lên huyết mạch cấp độ. Tu vi mặc dù không có một thoáng tăng lên dữ dội, nhưng thay đổi một cách vô trì vô giác tăng lên vẫn là muốn so như thường lúc tu luyện nhanh hơn nhiều. Giống đầu kia 2 m lớn lên siêu cự hình con rết tựa hồ là bị chọc giận thân thể cao lớn bên trên, hào quang màu vàng sẫm bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đột nhiên mở to miệng khí, một mảnh hào quang màu vàng sẫm phun ra mà ra, thẳng đến thiên hòa hạm đội bên này bao trùm tới. Thiên hòa hạm đội tự nhiên là một mực chú ý đến nó bên này, hỏa lực trong nháy mắt tập trung, hướng phía ám kim sắc hơi thở nghênh đón, chương 1579 một màn quỷ dị xuất hiện, làm những thiên hỏa đó hạm đội hỏa lực cùng ám kim sắc hơi thở tiếp xúc với nhau thời điểm, tất cả hỏa lực hư không tiêu thất, mà cái kia ám kim sắc hơi thở lại tựa hồ như trở nên cường thịnh hơn, phô thiên cái địa, hướng phía thiên hỏa hạm đội điên cuồng dâng trào. Một chiếc gần phía trước thiên hỏa chiến hạm đứng mũi chịu sào, lúc này, hết thảy thiên hỏa hạm đội là liên hợp tiến hành phòng hộ, chiếc chiến hạm này phía trước vòng phòng hộ đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt mà cái kia ám kim sắc lại là bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào vậy mà biến thành toa hình bộ dáng trong nháy mắt tự xuyên thấu vòng phòng hộ đâm vào chiếc này có lớn thiên hòa chiến hạm bên trong oanh chiến hạm nổ tung mang theo mảng lớn sóng khí mà cái kia ám kim sắc toa hình hơi thở lại còn không có tan biến ngay sau đó lại hướng phía sau đệ nhị tàu chiến hạm phóng đi thiên hòa hạm đội phản ứng vẫn là cực nhanh phía sau trên chiến hạm dồn dập sáng lên một tầng kim sắc quang mang, này chút kim sắc quang mang như màng ánh sáng cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành phòng ngự. Ám kim sắc hơi thở tại cùng cái kia lồng ánh sáng màu vàng va chạm phía dưới, lồng ánh sáng màu vàng cấp tốc ảm đạm, nhưng ám kim sắc hơi thở năng lượng cũng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Nhất kích phía dưới hủy đi một chiếc cỡ lớn chiến hạm. Đây là chiến tranh bắt đầu về sau, thiên hòa hạm đội lần thứ nhất bị phá hủy cỡ lớn chiến hạm trước đó bị phá hủy đều là phụ trách bên ngoài bị chia ra tới chiến hạm cỡ nhỏ thiên hòa hạm đội theo thành lập một ngày kia trở đi liền cân nhắc đến siêu thần cấp cường giả mang đến uy hiếp cho nên bọn chúng liên hợp phòng ngự liền là nhằm vào siêu thần cấp cường giả cái này cùng đấu la liên bang hạm đội là không giống nhau đấu la liên bang hạm đội chân chính có thể uy hiếp được siêu thần cấp cường giả chỉ có tàu mẹ những hạm đội khác nhất định phải tại tàu mẹ che chở cho mới được mà thiên hòa hạm đội nghiên cứu hướng đi thì là muốn làm cho cả hạm đội trở thành một cái chỉnh thể, toàn thể tiến hành phòng ngự. Chỗ tốt như vậy ở chỗ, đối mặt yếu kém đối thủ thời điểm phân tán tác chiến sẽ càng thêm dễ dàng. Không dùng hết toàn dựa vào một cái vũ trụ thành lũy tàu mẹ tồn tại. Đồng thời, nghiên cứu phát minh cùng kiến tạo dâng lên cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Đấu la liên bang nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng kiếm ra 8 chi vũ trụ hạm đội, cộng lại cũng chính là mấy trăm tàu chiến hạm số lượng hắn vấn đề lớn nhất ngay tại ở tàu mẹ kiến tạo quá hao phí tài nguyên cùng sức người vật lực. Nhưng đấu la liên bang cũng có lo nghĩ của mình, theo tài nguyên cùng chiếm cứ tinh cầu hành chính số lượng, đấu la liên bang mong muốn kéo dài khoách trương, khai phá càng nhiều tinh cầu, liền cần có vũ trụ thành lũy loại tồn tại này làm dựa vào, mà không chỉ là chinh chiến đơn giản như vậy. Vũ trụ thành lũy tàu mẹ có thể chứa đựng, mang theo tài nguyên xa hoàn toàn không phải chiến hạ bình thường có khả năng sánh ngang. Cho nên, đơn giản tới nói, thiên hòa hạm đội am hiểu hơn trực tiếp chiến đấu, mà đấu la liên bang hạm đội thì càng thêm toàn diện nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha một lần bùng nổ về sau cái kia siêu cự hình con rết trên người ám kim sắc rõ ràng mờ đi mấy phần làm hiền vũ cũng ngay lúc này lại chuyển động vừa mới loại trình độ kia công kích khiến cho hắn đều có loại cảm giác ra đầu tê dại công kích kia đối tượng nếu như là hắn hắn cũng không biết bằng vào long thần lưu cho mình xương sườn có thể hay không ngăn cản được nhưng coi như có thể ngăn cản được sợ rằng cũng phải thụ thương nhưng loại trình độ này công kích rõ ràng không là có thể kéo dài sử dụng tại phát động qua đi đang là đối phương suy yếu nhất thời khắc thúy ma chiến hạm lần nữa bùng nổ tốc độ cực nhanh khiến cho lam hiên vũ cơ hồ là trong nháy mắt lại lần nữa đến chiến trường một bên khác mà thiên hòa hạm đội bên này tự nhiên là lặng yên không tiếng động thiếu một chiếc chiến hạm cơ nhỏ lam hiên vũ lần này lựa chọn vẫn như cũ là một đầu bị thương khổng lồ con rết cùng vừa rồi cái kia tại rìa khác biệt cái này càng tới gần khổng lồ con rết nội bộ chung quanh là lớn oành ăn mòn xương độc đối với này chút xương độc lam hiên vũ cũng không làm sao lo lắng tầm bảo thú nói cho nó biết này chút xương độc không cách nào xâm nhập hán long lực phạm vi thúy ma chiến hạm tại long cương ôm trọn phía dưới lặng yên không tiếng động đến cái kia khổng lồ con rết phụ cận như trước vẫn là tìm vết thương hoàng kim long thương mãnh liệt bắn mà ra thế nhưng lần này khổng lồ con rết lại là có phản ứng dù sao cũng là thần cấp cường giả mà lại, vừa mới chết đầu kia khổng lồ con rết bản thân liền là thụ trọng thương, mà trước mắt cái này chẳng qua là chặt đứt mười mấy chân mà thôi. Hoàng Kim Long thương bắn ra trong tích tắc, này khổng lồ con rết tựa hồ liền cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Thân thể đột nhiên lắc một cái, lớn oành xương độc mang theo mạnh mẽ lực trùng kích phun ra. Hướng phía Lam Hiên Vũ bên này bao trùm tới. Nó không nhìn thấy Lam Hiên Vũ, cũng cảm giác không đến, nhưng lại có thể toàn diện bao trùm mà lại nó cũng biết, chỉ cần có thể ngăn cản một thoáng, liền sẽ có đồng bạn trợ giúp chính mình. Nhưng Lam Hiên Vũ nếu ra tay rồi, đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội sống sót. Đâm ra Hoàng Kim Long Thương đột nhiên biến thành sáng lạn cửu thải sắc, mặc dù đã bị lệch thân hình, dùng thân thể dày nặng giáp xác đi ngăn cản, có thể giờ này khắc này, tại Hoàng Kim Long Thương trước mặt, này thần cấp cấp độ giá cả nhưng không có đưa đến nửa phần tác dụng. Cùng lúc đó, ánh sáng chín màu bỗng nhiên bộc phát ra trói lọi hào quang, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, đã chuẩn bị ra tay siêu cự hình con rết tựa hồ cảm nhận được cái gì đặc biệt chuyện kinh khủng giống như, theo bản năng liền dừng lại một chút. Mà cái kia ánh sáng chín màu cũng là tại một cái trong một chớp mắt, đã đem đầu kia khổng lồ con rết bao phủ hết sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền đã lại một lần bỏ đi không một dấu vết đào thoát. Một đầu khổng lồ con rết, tương đối hoàn chỉnh, có thể ngưng tụ bốn giọt tả hữu long thần long tủy. Tiêu hao một giọt, đem chân chính long thần chi lực rót vào hoàng kim long thương bên trong, bùng nổ chính là long thần khí tức. Lam hiền vũ trong khoảnh khắc đó thần thức khí tức, khiến cho đầu này siêu cự hình con rết đều cảm nhận được hoảng sợ. Mặc dù không phải thần vương cấp độ, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, cũng tại khí tức huyết mạch uy áp bên trên, áp chế đối thủ. Cứ việc chỉ có trong nháy mắt, nhưng đối với Lam Hiên Vũ tới nói, trong chớp nhoáng này lại là đã đủ. Đào thoát. Dùng Lam Hiên Vũ tu vi, coi như là một đối một đơn đấu, đánh giết này thần cấp khổng lồ con rết cũng không tính là gì. Nhưng ở rất nhiều khổng lồ con rết vườn quanh phía dưới lấy hạt rẻ trong lò lửa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Này loại tập kích sợ nhất là bị cuốn lấy, một khi bị cuốn lấy, coi như hắn có long thần cho ba cây xương sườn, cũng chưa chắc có thể trốn ra tới. Cho nên, hắn tại không thể trước tiên tập kích thành công tình huống dưới, không chút do dự liền dẫn động long thần long tủy năng lượng, bạo phát ra siêu cường nhất kích, không chỉ trong nháy mắt đánh tan đối thủ, cũng trong nháy mắt đem đối phương thâm hồng chi vực năng lượng thôn vệ không còn một mảnh, thần thức uy hiếp, quay người chạy trốn một đổi bốn, kiếm đó. Mà lần này, thiên hỏa hạm đội bên kia rõ ràng cũng là phát hiện mánh khóe, ánh sáng chín màu quá chói mắt, hơn nữa còn là trong nháy mắt liền một đầu khổng lồ con rết ngã xuống tan biến. Cơ hội như vậy bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, huống chi còn vừa mới bị kích hủy một tàu chiến hạm. Hỏa lực điên cuồng chút xuống tới, áp chế con rết bầy liên tục bại lui. Lam Hiền Vũ lúc này đã bỏ chạy đến phương xa, đại lượng thần thức đang hướng phía bên này không vực ít đến, hắn không có dừng lại mà là lái thúy ma chiến hạm phi tốc trốn xa không sai biệt lắm không thể lại tiếp tục lại tiếp tục chỉ sợ cũng thật muốn bị tập kích liên tục hai đầu khổng lồ con rết bị hắn đánh giết lấy được chỗ tốt đã là tương đương không ít vẫn là chạy trước đường thì tốt hơn thúy ma chiến hạm kéo dài gia tốc hắn chuẩn bị là ở trong không gian túi một vòng lớn sau đó lại trở về thiên hòa tinh đi yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi cơ hội lần sau liên tục ra tay thật sự là quá nguy hiểm mà lại, nhiều này thất, tám giọt long thần long tủy, hắn lúc này cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch phẳng phất đều đang sôi trào, cánh tay phải tản ra hơi thở nóng bỏng, huyết mạch bị cải tạo tốc độ rõ ràng tăng cường rất nhiều. Xem ra chính mình cũng không thể một thoáng hấp thu quá nhiều, vẫn là cần tiêu hóa. Thúy ma chiến hạm tốc độ nhanh vô cùng, nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên, một vệt báo động không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn trong lòng. Thúy ma chiến hạm tại Lam Hiên Vũ khống chế hạ cơ hồ là trong nháy mắt hướng mặt bên xoay chuyển ra, Thế nhưng, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số đến ám ảnh. Này chút ám ảnh tựa như dây lụa quấn quanh tới, phi tốc hướng Thúy Ma chiến hạm quấn quanh mà lên. Lúc này Thúy Ma chiến hạm tựa như là đụng vào một cái lưới lớn chim nhỏ, vậy mà nhường Lam Hiên Vũ có loại không chỗ che thân cảm giác. Chương 1580 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đột nhiên xuất hiện mối nguy lệnh Lam Hiên Vũ cả người đều tiến vào trạng thái chiến đấu, không có nửa phần lưỡng lự, thân hình lóe lên, hắn liền đã theo Thúy Ma chiến hạm thoát ly ra tới. Mất đi tốc độ Thúy Ma chiến hạm tác dụng không lớn, kém xa hắn tự thân sức chiến đấu mạnh. Thu hồi Thúy Ma chiến hạm, Lam Hiên Vũ toàn thân thất thải quang mang bắn ra, tay phải hư không nhấn một cái, không khí chung quanh đột nhiên bộc phát ra kịch liệt chấn động nổ vang. Thất thải thiên địa kiếp, oanh chung quanh ám ảnh đụng chạm lấy cái kia bảy máu lôi đình cấp tốc phai mờ. Nhưng cũng lệnh Lam Hiên Vũ tại tại chỗ trì trệ, mà một đạo thân ảnh tựa như là theo hư không bên trong bước ra xuất hiện ở trước mặt hắn đó là một tên nữ tính nhân loại bộ dáng tồn tại nàng có một đôi bắp đùi thon dài màu xám chiến váy chẳng qua là che khuất nửa bộ phận trên màu xám áo giáp bao trùm đến trước ngực lại trần trụi bả vai cùng cánh tay mái tóc dài màu xám nhìn qua óng ánh sáng long lanh như màu xám tinh thể ngưng kết mà thành đúng thế tướng mạo đúng là cực đẹp dùng nhân loại thẩm mỹ phán đoán cũng có chút không có thể bắt bẻ cảm giác tại sau lưng nàng, phiêu đãng từng sợi màu xám dây lụa, nhìn qua phẳng phất vô cùng vô tận hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Hai tay mười ngón rung động, đang một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Lam Hiên Vũ. Thất thải thần long giáp phụ thể, Lam Hiên Vũ trong cơ thể long lực bốc lên, cầu phú quý trong nguy hiểm, rốt cục vẫn là gặp nạn. Siêu thần cấp, không hề nghi ngờ. Có thể đuổi kịp chính mình, đồng thời ngăn lại chính mình, trước mắt vị này, nhất định là siêu thần cấp cường giả. Đến từ thâm hồng chi vực siêu thần cấp cường giả, tại cái kia đằng đẵng hư không bên trong không chỉ là một mình hắn sẽ ẩn tàng thân hình trước mắt vị này rõ ràng cũng là trong đó cao thủ chính mình lần thứ nhất tập kích thời điểm bởi vì đột nhiên cho nên cũng không có bị đối phương phát hiện nhưng đến lần thứ hai thời điểm lại cuối cùng vẫn là bị đối phương bắt được thân ảnh long tộc cái kia thâm hồng chi vực thiếu nữ đúng là nói ra thiên long tinh bên trên tiếng thông dụng không sai ngươi là ai lam hiền vũ trầm giọng hỏi hắn lúc này bay có chút xa đã, dĩ nhiên, cũng rất có thể là đối phương cũng hy vọng hắn bay xa một chút lại động thủ với hắn, để tránh bị thiên hòa tinh long tộc phát hiện. Ta sao? Chủ mẫu gọi ta mị, tất cả mọi người gọi ta mị hoàng. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi cũng là thật không nhỏ đâu. Bất quá, khí tức của ngươi cũng là rất kỳ quái. Nếu như không phải chuyên ngươi thời điểm, nhiều lần xác nhận khí tức của ngươi chẳng qua là thần cấp mà thôi, thật không dám tưởng tượng ngươi vừa mới vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Giao ra đi. Lam Hiên Vũ bất động thành sắc nói, giao ra cái gì? Tự nhiên là ngươi cái kia có thể thôn phệ chúng ta năng lượng thần khí. Mị Hoàng cười nói tự nhiên nói. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, ta nếu là không giao đâu. Vậy liền chết thôi, chết chính ta cầm. Ở sau lưng nàng muôn vàn dây lụa hướng bốn phương tám hướng kéo ra, mơ hồ ở giữa, hết thảy chung quanh tự hồ cũng trở nên bùn lầy dâng lên. Lĩnh vực, đây rõ ràng là lực lượng lĩnh vực. Trước đó trên không trung dùng lôi đình oanh kích chúng ta thâm hồng chi vực cũng là ngươi phải không? không nghĩ tới, các ngươi long tộc cũng là ra cái thú vị tiểu chút chít. Đáng tiếc, người bây giờ, còn quá yếu ớt. Mị hoàng cười hì hì nói. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, ngươi nói là nó đi. Vừa nói, hắn đã lấy ra chính mình hoàng kim long thương. Mị hoàng trong mắt hảo quang lấp lánh, ừm, là có chút không giống nhau khí tức, có chút ý tứ đây. Rất tốt, rất tốt, cho ta đi, cho ta ta thả cho ngươi một mạng, mang ngươi trở về thấy chủ mẫu. Nói không chừng chủ mẫu có khả năng đưa ngươi chuyển hóa trở thành chúng ta một thành viên nha. Lam Hiên Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, tốt, cho ngươi. Vừa nói, trong tay hắn Hoàng Kim Long thương bên trên thất thải quang mang tăng vọt, muôn vàn đạo thương mang trong nháy mắt nở rộ, hướng Ngụy Hoàng phủ tới, chính là Thiên Phu sở chỉ. Long lực bùng nổ, trong chốc lát, toàn bộ Hoàng Kim Long thương đều đã bị phủ lên thành bảy màu, đáng sợ hơn chính là còn có một đạo đạo thất thải lôi đình vờn quanh tại trên đó. Thất thải thần long giáp bộc phát ra thất thải long cương, Lam Hiên Vũ nhân thương hợp nhất, tới nhanh như điện chớp. Hừ, mị hoàng tựa hồ là có chút không cao hứng, chung quanh dây lụa đồng thời chấn động một cái, lập tức, Lam Hiên Vũ vọt tới trước thân thể bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Oanh năng lượng bảy màu nổ tung, Lam Hiên Vũ đúng là cưỡng ép dẫn nổ thân thể của mình chung quanh thất thải thiên địa kiếp năng lượng, trong nháy mắt nổ tung lên năng lượng lại nhường cái kia lĩnh vực hiệu quả mất hiệu lực một cái chớp mắt, muôn vàn đạo thương mang cuối cùng vẫn là trùng hợp làm một, đâm về phía mị hoàng thân thể. Ồ, oh. Mị Hoàng hiển nhiên là hơi kinh ngạc, tay phải nhanh như tia chớp bắn ra, một vệt màu xám ám ảnh điểm vào Hoàng Kim Long thương phía trước. Đinh! Giòn vang âm thanh bên trong, Lam Hiên Vũ thân thể kịch chấn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn chế năng lượng kinh khủng điên cuồng dùng đến, sau đó còn điên cuồng xâm đánh úp về phía mình thân thể mỗi trong khắp ngõ ngách. Một cỗ to lớn hấp lực tùy theo theo sau lưng mình truyền đến, tựa như là sau lưng có một đạo thâm uyên, muốn đem chính mình hoàn toàn thôn phệ giống như. Một vòng thất thải vầng sáng từ trên người Lam Hiên Vũ dập dờn mà ra, hướng ra phía ngoài khoách trương. Thất thuộc tính, nguyên tố Bắc Ly. Mặc dù không biết đối phương năng lượng là thuộc về một loại nào, nhưng hết thảy năng lượng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tại nguyên tố Bắc Ly tác dụng dưới, phía sau lưng truyền đến hấp xả lực quả nhiên giảm bớt mấy phần, nhưng nhưng như cũ kéo túm thân thể của hắn, mà thâm nhập vào trong cơ thể hắn năng lượng đang đang nỗ lực đem trong cơ thể hắn sinh mệnh lực hướng ra phía ngoài túm ra này loại quỷ dị phương thức công kích lam hiên vũ còn là lần đầu tiên gặp được thất thải long lân trải rộng toàn thân long thần hạch tâm đột nhiên chấn động lam hiên vũ chung quanh thân thể thất thải quang mang trong nháy mắt trở nên mãnh liệt nổ tung năng lượng bỗng nhiên phát ra cưỡng ép đem xâm nhập trong cơ thể mình năng lượng kỳ dị bài ra ngoài thân thể long thần bất diệt thể hán thành tựu chân chính long thần huyết mạch về sau liền có được cái thiên phú này năng lực long thần bất diệt thể vạn vật không thể lay không chỉ như thế lam hiên vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm trong cơ thể long thần hạch tâm hào quang tỏa sáng khiến cho hai con mắt của hắn bên trong mơ hồ nhiều một vệt cửu thải vầng sáng trong tay hoàng kim long thương trên không trung như chậm thực nhanh vạch ra một cái vòng tròn lập tức chung quanh hết thảy hấp lực phẳng phất tại trong tích tắc đều bị dẫn dắt bên trong biến mất thiên tri huyền viên đây là đường vũ lân truyền thụ cho hắn thần cấp thương pháp hóa giải vạn vật thế công hoàng kim long thương lần nữa đâm ra lần này, Lam Hiên Vũ khí huyết trên người phẳng phất sôi trào, thất thải quang mang hóa thành hỏa diễm nâng lên, nhân thương hợp nhất, hung hãn vô cùng hướng đối phương đánh tới. Từng đạo dây lụa theo bốn phương tám hướng hướng thân thể của hắn quấn quanh tới, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia dây lụa còn không có tiếp cận đến xung quanh thân thể của hắn, vậy mà liền đã bắt đầu cháy rừng rực, bị cái kia ngọn lửa bảy màu cháy, vô pháp chân chính rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Ngươi Mị Hoàng kinh hô một tiếng, tay phải lần nữa vung ra, bóng xám lấp lánh, oanh lam hiên vũ thân thể ứng tiếng bay ngược mà ra nhưng trên người hắn thất thải quang mang bắn ra long thần bất diệt thể lần nữa hóa giải xâm lấn đến trong cơ thể mình năng lượng thân hình lấp lánh ở giữa đã một lần nữa trở về vẫn là đâm ra một thương mị hoàng trong ánh mắt nguyên bản vẻ trêu tức đã biến mất đây là thần cấp coi như là chân thần cấp cấp độ cường giả cũng không có khả năng tại chính mình liên tục dưới sự công kích bình yên vô sự nàng nhưng là chân chính siêu thần cấp cường giả mặc dù không bằng trước đó xuất hiện hắc hoàng nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Tại Thâm Hồng Chi vực bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại, coi như là trước đó cái kia siêu cự hình con rết cũng chỉ là bài danh so với nàng hơi cao mà thôi. Nàng tại phát hiện Lam Hiên Vũ chẳng qua là thần cấp thời điểm, vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng cái này long tộc đúng là như thế khó dây dưa. Sau lưng dây lụa không nữa hướng Lam Hiên Vũ quấn quanh, mà là hóa thành hình vành khuyên tại sau lưng nàng cao tốc xoay quanh, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái to lớn vòng xoáy hấp lực cường đại hướng Lam Hiên Vũ bao phủ tới, trong chốc lát, Lam Hiên Vũ liền cảm giác mình phẳng phất côn trùng, đang bị một tấm to lớn mạng nhện bắt. Thân thể bị cưỡng ép nắm kéo một chút hướng mị hoàng tới gần, mà lại ở trong quá trình này, chính mình cả người thân thể đều tại dần dần trở nên cứng đờ. Chương 1581 cái này là tu vi bên trên tuyệt đối khoảng cách, thần cấp cùng siêu thần cấp ở giữa, cuối cùng có không thể vượt qua hào rộng. Lam Hiên Vũ trên thân thất thải quang mang bạo phát, không ngừng sáng lên từng đạo lôi đỉnh, nhưng cũng không cách nào từ nơi này sức lôi kéo bên trong tránh ra. Mị Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một trưởng hướng Lam Hiên Vũ vỗ tới, lập tức, không gian sập co lại, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ hướng Lam Hiên Vũ thân thể, một kích này oai, liền vũ trụ đều trở nên âm u mấy phần. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng giơ tay lên bên trong Hoàng Kim Long Thương, lại là một cái thiên chi huyền viên vạch ra, sập co lại không gian chẳng qua là tán loạn một bộ phận, nhưng lực lượng cường đại vẫn là xông đánh vào trên người hắn. Lập tức, trói mắt bảy màu bùng nổ, Lam Hiên Vũ trên thân nổ lên mảng lớn bảy màu, liền chỗ ngực thất thải thần long giáp đều tùy theo lõm mấy phần. Một ngụm thất thải khí lưu theo trong miệng hắn phun ra mà ra, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài long ngâm, ngang. Mị Hoàng ngốc sửng sốt một chút, nhưng Lam Hiên Vũ cái kia theo Hoàng Kim Long hống thuế biến mà đến Long Thần gào thét lại cũng không có thể đưa nàng chấn nhiếp, song phương thần thức khoảng cách quá xa, nhưng lúc này nàng là thật sự có chút rung động. Vừa mới một trường kia, nàng đã tiếp cận dùng toàn lực, mà lại là tại bị nàng lĩnh vực hấp giả tình huống dưới Lam Hiên Vũ tiếp nhận một kích này, này nhưng là chân chính siêu thần cấp độ nhất kích, lại tựa hồ như chỉ là làm đối phương bị thương nhẹ. Thần cấp long tộc như thế mạnh sao? Làm sao có thể? Không đùa với ngươi mà, cùng ta trở về đi. Mị Hoàng tại ngu ngơ qua đi, đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ nở nụ cười xinh đẹp, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch dâng lên. Lam Hiên Vũ cũng là ngốc trệ một thoáng, chung quanh tình cảnh phảng phất tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa, liền hắn tâm đều tùy theo phát sinh biến hóa. Phảng phất lại về tới tuổi thơ thời đại, Cổ Nguyệt Na lôi kéo tay của hắn, chính hành đi tại trên đường phố, nói muốn dẫn hắn về nhà. Nhưng cũng đúng lúc này, một dòng nước trong trong nháy mắt chảy vào trong lòng, khiến cho Lam Hiên Vũ một thoáng liền thanh tỉnh lại. Mà lúc này, không biết lúc nào, Mị Hoàng đã đi tới trước mặt hắn, đang kéo hắn lại tay. Mị Hoàng, Mị Hoàng, siêu thần cấp mị hoặc mới là nàng cường đại nhất năng lực. Nhưng nàng lại trăm triệu cũng không nghĩ ra, tại nàng loại tầng thứ này mị hoặc dưới, một cái thần cấp tồn tại có thể tại thoáng qua ở giữa tỉnh táo lại. Lam Hiên Vũ tại tỉnh táo lại nháy mắt, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, trầm vai, va chạm, long thần chi lực bùng nổ, hung hăng va chạm hướng Mị Hoàng ngực. Một cỗ cường đại lực đẩy trong nháy mắt đem Lam Hiên Vũ đánh bay ra ngoài, Mị Hoàng gương mặt chấn kinh. Nếu như nói lĩnh vực của nàng khống chế không nổi Lam Hiên Vũ, nàng đều sẽ không thái quá kinh ngạc, nhưng muốn nói chính mình am hiểu nhất mị hoặc điều thất bại, cái này sao có thể. Nàng làm sao biết, Lam Hiên Vũ trong cơ thể còn có một vị có khả năng so sánh chân thần cấp cấp độ am hiểu nhất biến ảo tầm bảo thú đây. Tầm bảo thú tại Lam Hiên Vũ thần thức bị cáo tiếp theo một cái chớp mắt, liền dùng thần thức của mình đánh thức Lam Hiên Vũ. Bưng bít lấy có chút mơ hồ làm đau ngực, mị hoàng trong mắt hảo quang bắt đầu trở nên cường thịnh, nàng là thật sự nổi giận. Trước mắt cái này ăn mặc toàn thân bảy màu thần long giáp mẫu long, thật sự là quá khó đối phó. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ hiện tại vẫn như cũ là Lam hình ảnh, đây cũng là không có chuyện gì, ai bảo cái kia thần long giáp là nữ tính thần long giáp bộ dáng đây. Hiện tại cho Mị Hoàng cảm giác, cái này tu vi kém xa mình ra hỏa, lại như là lưu manh, kháng mị hoặc, siêu cường phòng ngự, siêu cường năng lực khôi phục, chính mình liên tiếp ra tay phía dưới, vậy mà vô pháp đem nàng đánh giết hoặc là bắt được. Mị Hoàng có thể là siêu thần cấp cấp độ cường giả. Ta đã không muốn bắt ngươi trở về, Tay che mơ hồ làm đau ngực, mị hoàng trung quanh thân thể, dòng khí màu xám tăng vọt. Trung quanh mảng lớn không gian đã hoàn toàn bị màu xám nơi bao bọc, nàng tự thân khí thế cũng là phi tốc tăng vọt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lam Hiền Vũ cầm trong tay Hoàng Kim Long thương, cũng là gương mặt cảnh giác, hắn hiện tại ngực cũng đồng dạng là mơ hồ làm đau. Trước đó mị hoàng một trường kia thật chính là đưa hắn chấn thương. Thế nhưng, Long Thần bất diệt thể siêu cường năng lực khôi phục, đã trong thời gian ngắn ngủi này giúp hắn khôi phục hơn phân nửa, cái kia thất thải thần long giáp cũng không hổ là đỉnh tiêm thần long giáp, lõm vị trí cũng tại chậm rãi khôi phục. Thất thải long lực phi tốc hướng trong tay Hoàng Kim Long thương ngưng tụ, nhưng hắn nhưng không có lại sử dụng bất luận cái gì Long Thần Long tủy lực lượng, không nỡ bỏ. Trước đó trên chiến trường là vì đào mệnh mới vận dụng một giọt. Đây chính là thật vất vả mới ngưng tụ ra, mà nương theo lấy vừa mới chiến đấu, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình hoán huyết tốc độ tại áp lực ở bên ngoài kích thích hạ tại tăng nhanh, tu vi cũng đang theo lấy một cái bình cảnh tốc độ cao thẳng tiến lấy. Từng đầu dây lụa, hóa thành dòng khí màu xám, hết thảy chung quanh đều biến thành màu xám, Lam Hiên Vũ không nhìn thấy sao trời, cũng không nhìn thấy mặt khác hết thảy, trước mắt chỉ có cái kia mạnh mẽ siêu thần cấp Mị Hoàng. Mị Hoàng hai con ngươi lúc này đã biến thành màu xám đột nhiên, nàng phẳng phất vô hạn phóng to, mà Lam Hiên Vũ lại tại vô hạn thu nhỏ. To lớn lực áp bách theo bốn phương tám hướng truyền đến, kích thích Lam Hiên Vũ trên người thất thải thần long giáp bộc phát ra mãnh liệt thất thải quang mang, tại trung quanh thân thể trèo chống một đạo long cương vòng bảo hộ. Hắn giật mình phát hiện, chính mình không biết lúc nào, cả người đã rơi vào thân hình trở nên to lớn mị hoàng trong lòng bàn tay. Mị hoàng năm ngón tay chậm rãi thu nạp, vô tận dòng khí màu xám điên cuồng hướng vào phía trong áp xúc, đè xuống Lam Hiên Vũ thân thể. Lam Hiên Vũ lúc này thậm chí liền mong muốn đâm ra trong tay Hoàng Kim Long Thương đều làm không được. Lực áp bách thật sự là quá mức mạnh lớn. Đây mới là siêu thần cấp cường giả thực lực chân chính sao. Lam Hiên Vũ trong cơ thể tam đại long hạch điên cuồng vận chuyển, long lực điên cuồng tăng lên, chung quanh thân thể càng là toát ra từng đạo thất thải lôi kiếp, oanh kích lấy cái kia dòng khí màu xám. Có thể là, này chút lôi đình mặc dù có thể lệnh dòng khí màu xám phai mờ, lại cũng không có thể đem đánh văng ra, phai mở một chút, liền sẽ có càng nhiều dòng khí màu xám dâng trào mà ra, tiếp tục áp bách hướng Lam Hiên Vũ thân thể. Thần thức chấn áp, thần lực áp bách. Lệnh Lam Hiên Vũ có loại không chỗ che thân cảm giác. To lớn vòng xoáy liền ở phía trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, điên cuồng hấp xả lấy sinh mệnh lực của hắn cùng thần thức. Nếu như không phải có Long Thần Bất Diệt thể phòng hộ, phổ thông thần cấp cường giả trong nháy mắt chỉ sợ cũng muốn bị hút nhiếp hình thần câu diệt. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng chỉ có thể là đau khổ chống đỡ, cưỡng ép khống chế trong cơ thể mình năng lượng sẽ không bị hút đi, thân thể cũng sẽ không bị đè nát. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mị Hoàng lạnh lùng nói. Lực lượng kéo dài tăng cường, không ngừng tàn phá lấy Lam Hiên Vũ sức chống cự. Lam Hiên Vũ trong cánh tay phải đã hóa thành cửu thải sắc bộ phận long tùy lúc này đã tại dục dịch, ba đầu cửu thải sắc xương sườn cũng là vầng sáng lấp lánh nhưng Lam Hiên Vũ lại chính là không có dẫn động lực lượng của bọn nó, chẳng qua là điều động tự thân long lực đang toàn lực đối kháng. Này phần áp lực đã để hắn thất thải thần long giáp xuất hiện tiếng vang chói tai, cho dù là thần khí, đều có chút muốn không chịu nổi xu thế. Nhưng cũng chính là tại đây phần áp lực tác dụng dưới, hắn long lực ở trong người điên cuồng bạo động, tiềm năng tại nghiền ép bên trong bị phi tốc tăng lên. Tam đại long thần hạch tâm chung quanh long lực điên cuồng bạo động, khiến cho tam đại long thần hạch tâm đều trở nên bắt đầu nóng bỏng lên, bắn ra lấy trói mắt hào quang. Huyết dịch tại thuần hóa, long thần huyết mạch đang điên cuồng dao động. Ngang ngay tại mị hoàng tay cầm dần dần khép lại, dòng khí màu xám bên trong năng lượng đang điên cuồng chén ép quá trình bên trong. Nghe cái kia két két thanh âm, mị hoàng trên mặt đã bắt đầu toát ra một tiên nụ cười tàn nhẫn lúc, một tiếng to rõ long ngâm đột nhiên theo nàng trong lòng bàn tay bùng nổ. Một đạo thất thải quang mang trong nháy mắt lao nhanh, thất thải bên trong, thứ tám màu bắn ra, đó là một vệt tràn đầy hủy diệt ý niệm màu tím đen làm cái kia màu tím đen xuất hiện trong nháy mắt chung quanh dòng khí màu xám đột nhiên bị bao phủ hết sạch ngay sau đó một đầu có tám loại màu sắc lân phiến cự long liền đã theo nàng trong lòng bàn tay thoát khỏi mà ra mang theo to rõ tiếng long ngâm phi tốc biến lớn mị hoàng lấy làm kinh hãi tiến hóa đây là hủy diệt thuộc tính nàng hai tay cùng lúc cầm ra, dòng khí màu xám lần nữa dâng trào, thừa dịp cái kia tám sắc cự long không có chân chính bành trướng trước, hai tay hóa thành lợi chảo phân biệt bắt lấy long thân, nồng đậm dòng khí màu xám tựa như từng đạo trói buộc, trong khoảnh khắc lần nữa cố định trụ Lam Hiên Vũ muốn tránh thoát trưởng khống thân thể. Đúng vậy, tại to lớn lực áp bách phía dưới, Lam Hiên Vũ đột phá. Chân thần cấp. Chương 1582 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé trải qua mấy ngày nay khổ tu tăng thêm long tủy thuế biến cùng với hấp thu thăng long đài bên kia long thần long tủy lực lượng đến từ thiên dưỡng tinh thạch sinh mệnh năng lượng cuối cùng khiến cho hắn lần nữa đột phá tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong theo thần cấp đột phá đến chân thần cấp độ có được thuộc về mình thứ tám hồn hoàn thời gian trong nháy mắt ngưng kết trong một chớp mắt hết thảy tất cả phẳng phất đều cố định như vậy một bàn tay lớn màu vàng óng trong hư không nhô ra đúng là muốn so mị hoàng thân thể còn muốn khổng lồ cái kia bàn tay lớn màu vàng óng khép lại, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đem mị hoàng thân thể bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, giống như trước đó Lam Hiên Vũ bị nàng bắt bỏ vào trong lòng bàn tay thời điểm bộ dáng. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể dòng khí màu xám là trong nháy mắt vỡ vụn ra, tám thải quang mang lượn lở, tản mát ra chói mắt quang thải. Trong vũ trụ đủ loại năng lượng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dâng trào tới. Mị hoàng tại cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trong điên cuồng dãy ruộng lấy, mong muốn theo bên trong tránh ra có thể là nàng cảm nhận được lại là không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng vô luận nàng làm sao dãy dụa, nhưng là dãy dụa không ra phong một tiếng quát nhẹ vang lên một đạo cửu thải bóng mờ từ trên trời giáng xuống phiêu nhiên rơi vào mị hoàng trên trán của mị hoàng thân thể ngưng tụ liền cũng không nhúc nhích được nữa bị cưỡng ép phong ấn tại cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trong hai đạo phẳng phất nối liền đất trời bóng người to lớn lặng yên xuất hiện phân biệt lập lòe màu vàng kim cùng hào quang màu bạc bóng mở bao phủ, sau một khắc, bọn hắn cùng Lam Hiên Vũ thân hình liền đều đã tiêu thất vô tung. Lam Hiên Vũ đúng là yêu mạo hiểm, nhưng mạo hiểm của hắn là vì thu hoạch lợi ích, đang mạo hiểm đồng thời, hắn cũng sẽ tận lực lẩn tránh nguy hiểm. Nếu như không phải có hậu thủ, hắn căn bản liền sẽ không keo kiệt trong cơ thể mình long thần long tủy năng lượng, đã sớm lựa chọn thông qua bùng nổ phương thức nếm thử chạy trốn. Hắn vì cái gì tại đắc thủ về sau phi tốc trốn xa, hướng phía cái phương hướng này trốn xa, bởi vì ngân giáp đại bằng chiến hạm liền ở chỗ này chờ đợi tiếp ứng hắn tại mới vừa cùng mị hoàng động thủ quá trình bên trong hắn liền là hy vọng chính mình thử một chút nhìn một chút tự thân tu vi hiện tại có thể đi đến như thế nào trình độ tại đối mặt siêu thần cấp cường giả thời điểm có thể chi chống bao lâu sự thật chứng minh dùng mị hoàng tu vi như vậy mong muốn đánh giết hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng cái này cùng mị hoàng am hiểu cũng có quan nàng đơn thuần sức chiến đấu tại siêu thần cấp bên trong không tính quá mạnh nàng am hiểu chính là mị hoặc năng lực ở phương diện này bình thường siêu thần cấp cường giả thật đúng là ngăn cản không nổi có thể lam hiên vũ có tầm bảo thú tồn tại căn bản cũng không sợ mị hoặc kết quả tại nàng cưỡng ép áp chế dưới đúng là hậu tích bạc phát hoàn thành chân thần cấp độ đột phá vừa mới đột phá hắn cần củng cố tu vi một mực tại cách đó không xa quan sát đến bên này tình hình chiến đấu đường vũ lân cùng cổ nguyệt na này mới ra tay hai đại nhân loại tối cường hợp lại cầm hạ chú ý lực tất cả đều tại lam hiên vũ trên người mị hoàng tự nhiên là không cần tốn nhiều sức ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trong cổ nguyệt na có chút lo lắng nhìn xem khoanh chân ngồi cách người không xa lam hiên vũ thấp giọng hướng bên người đường vũ lân nói có thể hay không đột phá quá nhanh rồi lúc này mới bao lâu hắn liền đã đến chân thần cấp cấp độ ta có thể cảm giác được hắn huyết mạch tại tiến hóa Lam Hiên Vũ trung quanh thân thể, một khối to lớn thiên dưỡng tinh thạch đang ở dần dần hóa thành tro bụi, đây là lúc trước Long Thiên dưỡng cho hắn. Lúc này Lam Hiên Vũ tại vững chắc chân thần cấp độ tu vi thời điểm, đã phi tốc đưa nó tồn tại khổng lồ sinh mệnh năng lượng hấp thu không còn một mảnh, mà Lam Hiên Vũ cánh tay phải đang tản ra sáng lạn cửu thải ánh sáng màu mang, thông thấu vô cùng. Trong cánh tay phải bộ quốc tủy đã hoàn toàn vượt quá giới hạn trở thành cửu thải sắc. Hoàn thành này một cánh tay long tủy chuyển hóa, toàn thân huyết mạch cũng nương theo lấy cánh tay phải tiến hóa mà tiến hóa lấy, phát sinh bay vọt về chất. Lần này đột phá, cùng lần trước đột phá thành thần so sánh, càng lộ ra nước chảy thành sông, cũng không có bất kỳ cái gì kiếp nạn xuất hiện. Nhưng hấp thu năng lượng khổng lồ, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Đường Vũ Lân nói, sẽ không có vấn đề. Hắn vấn đề lớn nhất ở chỗ đem máu của chúng ta mạch dung hợp thành thần thời điểm. Dung hợp về sau, huyết mạch liền tiến vào phi tốc tăng lên kỳ. Lại thêm thiên long tinh lại có sung túc tài nguyên cung cấp cho hắn, tiến bộ nhanh liền là rõ ràng. Ít nhất tại siêu thần cấp trước đó, hắn tăng lên sẽ không có trở ngại gì. Chẳng qua là không biết hắn tại tấn thăng siêu thần cấp thời điểm, có thể hay không có thay đổi gì. Đến lúc đó, có khả năng hay không trực tiếp trở thành long thần. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Ta cũng có chút bận tâm điểm này. Đường Vũ Lân sờ sờ mái tóc dài của nàng, đi một bước xem một bước đi. Trước mắt đến xem, vẫn là an ổn, Cổ Nguyệt Na nói, người nói, chúng ta có khả năng hay không ngăn cản hắn tấn thăng? Ngăn cản? Đường Vũ Lân giật mình nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, trong mắt vẻ lo lắng càng thêm rõ ràng mấy phần. Ta là lo lắng, hắn tại tấn thăng thời điểm, vị kia sẽ trở về. Dù sao, đây chính là một đời thần vương, thậm chí có thể nói là tối cường thần vương. Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, lông mày nhíu chặt, có loại khả năng này sao? Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn, nói trong cơ thể ngươi đến nay cũng còn có cuối cùng một đạo phong ấn kim long vương ác nghiệm còn tại trong thân thể ngươi chúng ta đều không dám đưa nó phóng xuất lúc trước long thần phân chia thành ta cùng cái kia kim long vương ta không biết hắn có phải thật vậy hay không sẽ trở về nhưng cho dù là có một ít ảnh hưởng con của chúng ta cũng rất có thể không còn là nguyên bản dáng vẻ đường vũ lân nói người nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ xuất hiện tình huống như vậy khổ nguyệt na nói khó mà nói nhưng ta mơ hồ có này phần lo lắng lúc trước long thần sở dĩ sẽ bị chém giết chia ra thành kim long vương cùng ngân long vương trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn tự thân quá cường đại gần gũi quá tại bản nguyên vũ trụ cho nên dẫn đến thần thức có chỗ rối loạn dùng nhân loại lời tới nói liền là có chút tinh thần phân liệt lúc này mới làm sai một số việc đưa tới đại chiến dẫn đến toàn bộ long tộc cấp tốc suy vong nếu như hiên vũ một lần nữa kế thừa long thần thần cách vị trí loại tình huống này dù ai cũng không cách nào cam đoan liền sẽ không xuất hiện dù sao, Long Thần quá mạnh. Cho nên, nếu như có thể nói, ta thả rằng nhường Hiên Vũ vĩnh viễn không trùng kích siêu thần cấp cấp độ, khống chế Tu Vi, dạng này, Long Thần liền sẽ không thật trở về. Cũng sẽ không có này phần nguy hiểm. Đường Vũ lân lắc đầu, cười khổ nói, ngươi tại hỏi ta có hay không khống chế lại hắn Tu Vi thời điểm, kỳ thật trong lòng mình cũng là có câu trả lời. Này không phải chúng ta nói áp chế liền có thể áp chế. Trừ phi hắn chết đi, bằng không mà nói hắn huyết mạch đến loại trình độ này liền là sẽ kéo dài tiến hóa hoặc là nói làm chúng ta sinh ra hắn thời điểm hắn huyết mạch liền đã định trước sẽ hướng phía long thần phương hướng không ngừng tiến hóa nếu như không thể tiến hóa thành công kết quả chính là chết lúc nhỏ là như thế này hiện tại cũng giống vậy là như thế này chúng ta nếu như cưỡng ép ngăn cản hắn đột phá cuối cùng rất có thể dẫn đến càng thêm đáng sợ hậu quả cho nên chúng ta bây giờ có thể làm hẳn là như thế nào trợ giúp hắn thuận lợi hoàn thành đột phá đồng thời thủ trụ bản tâm, chém đi đã từng long thần ác niệm lưu lại. Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại chấn động, quay đầu có chút khó tin nhìn xem hắn, một cái tay thật chặt bắt lấy cánh tay của hắn, không được, ngươi, ngươi không thể, ta đã mất đi ngươi một lần, ta không thể. Đường Vũ Lân đột nhiên cười, ngươi xem, ngươi thử nhận đi, ngươi kỳ thật đã khôi phục trí nhớ, có đúng hay không? Liền là cùng ta bực bội đây, ta làm sao có thể bỏ ngươi mà đi? Chúng ta một nhà thật vất vả mới đoàn tụ, ta sẽ dùng ta hết thảy thủ hộ lấy cả nhà ấm áp ta ý tứ không phải khiến cho hắn tại thành tựu long thần thời điểm chém ta ta còn không có sống đủ đâu ta truy lão bà đều đuổi hai lần vượt ngang một vạn năm khó khăn cỡ nào ta còn muốn nhiều hưởng thụ một chút niềm vui gia đình đây ngươi cổ nguyệt na xinh đẹp đỏ mặt lên ngươi chính là cố ý lừa ta có đúng hay không đường vũ lân nháy nháy mắt không có ta đều là ăn ngay nói thật chẳng qua là chính ngươi nghĩ không đối mà thôi Ta ý tứ, nhưng thật ra là nói, chúng ta còn có một loại khác biện pháp, tại hắn cuối cùng tấn thăng thời điểm giúp hắn. Chỉ bất quá, như thế chúng ta muốn bỏ một ít gì đó. Mấy ngày này ta một mực tại suy nghĩ chuyện này, chương 1583 hủy diện, phá hư, sát lục, quy nhất. Đủ loại phân loạn cảm giác không ngừng tại Lam Hiên Vũ trong thần thức bồi hồi. Mượn nhờ mị hoàng áp bách, đột phá đến chân thần cấp độ, thì thật là chính hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng hết thảy liền nước chảy thành sông hoàn thành, mà long thiên dưỡng cho hắn cái kia phần đại lễ cũng dùng hết không biết bao lâu trôi qua cái kia phần hủy diệt ý niệm mới dần dần chìm yên tĩnh trở lại lam hiền vũ chỉ cảm giác mình huyết mạch trong người dập dờn hóa thành thuần túy nhất long lực ở trong người bồi hồi máu trong cơ thể cùng long lực màu sắc cũng đều theo chi nhiều hơn một loại màu tím đen hóa thành tám màu đây là hủy diệt thuộc tính chân chính hủy diệt thứ tám cái hồn hoàn cũng theo đó xuất hiện tại hắn trên thân hắn hồn hoàn đã không phải là thuần túy hồn sư hồn hoàn cũng không còn là màu vàng kim, mà liền là biến thành tám màu nhộn nhạo màu sắc. Hắn mỗi một cái hồn kỹ đều đang phát sinh lấy long trời lở đất thuế biến, thuế biến đến hoàn toàn mới trạng thái. Lực lượng của thân thể tại tiến hóa, đối hết thảy trưởng khống đều tại tiến hóa. Tại sau khi đột phá quá trình bên trong, hắn thậm chí phẳng phất thấy được Long Thiên Dưỡng nói cho hắn thuật qua cái kia có quan hệ với đa chiều không gian diễn hóa, thấy được bản nguyên vũ trụ biến ảo. Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, thấy chính là ôm nhau phụ mẫu. Cổ Nguyệt Na giúp vào đường Vũ Lân trong ngực, đang ôm thật chặt hắn. Đường Vũ Lân thì đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, tự hồ đang an ủi nàng cái gì giống như. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó phiêu nhiên đứng dậy. Cổ Nguyệt Na cùng đường Vũ Lân đồng thời hướng hắn xem ra, cổ Nguyệt Na khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra đường Vũ Lân. Ba ba, mụ mụ, không có việc gì, các người tiếp tục cũng được, ta muốn mau đi trở về ha. Lam Hiền Vũ quay người muốn đi, Ngươi đi cái gì? Sự tình còn không có xử lý xong đây. Cổ Nguyệt Na tức giận nói. A, à, còn xử lý cái gì? Lam Hiền Vũ nghi ngờ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nắm vào trong hư không một cái, ánh bạc lấp lánh phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Mị Hoàng. Lúc này Mị Hoàng ánh mắt có chút ngốc trệ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ Nguyệt Na nói, dù sao cũng là siêu thần cấp, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là ngươi dùng Hoàng Kim Long Thương thôn vệ nàng thâm hồng chi vực năng lượng, cái này đối ngươi hẳn là đại bổ. Bất quá bổ quá mất, ngươi liền muốn tiếp tục lưu lại củng cố tu vi, đoán chừng cần một chút thời gian. Còn có chính là nắm nàng trả về, ta tại nàng trong thần thức lưu lại tinh thần lạc ấn, nàng không cách nào cảm giác được, nhưng ở lúc cần thiết, nàng có khả năng trở thành ngươi trợ lực. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, nói, mụ mụ, ngươi nói là, ngươi có thể khống chế ở nàng sao? Cổ Nguyệt Na mỉm cười, khẽ gật đầu, Vũ Lân tinh thần lĩnh vực là thời gian ngược dòng. Mà tinh thần của ta lĩnh vực, tại thành tựu siêu thần về sau, triệt để hoàn thành tiến hóa. Cũng là ngươi tương lai đồng dạng sẽ nắm giữ năng lực, đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, lông mày nhíu chặt, có loại khả năng này sao? Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn, nói, trong cơ thể ngươi đến nay cũng còn có cuối cùng một đạo phong ấn kim long vương ác nghiệm còn tại trong thân thể ngươi chúng ta đều không dám đưa nó phóng xuất lúc trước long thần phân chia thành ta cùng cái kia kim long vương ta không biết hắn có phải thật vậy hay không sẽ trở về nhưng cho dù là có một ít ảnh hưởng con của chúng ta cũng rất có thể không còn là nguyên bản dáng vẻ đường vũ lân nói người nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ xuất hiện tình huống như vậy cổ nguyệt na nói khó mà nói nhưng ta mơ hồ có này phần lo lắng lúc trước Long Thần sở dĩ sẽ bị chém giết, chia ra thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn tự thân quá cường đại, gần gũi quá tại bản nguyên vũ trụ cho nên dẫn đến thần thức có chỗ rối loạn. Dùng nhân loại lời tới nói, liền là có chút tinh thần phân liệt. Lúc này mới làm sai một số việc, đưa tới đại chiến, dẫn đến toàn bộ Long tộc cấp tốc suy vong. Nếu như Hiên Vũ một lần nữa kế thừa Long thần thần cách vị trí, loại tình huống này dù ai cũng không cách nào cam đoan liền sẽ không xuất hiện dù sao long thần quá mạnh cho nên nếu như có thể nói ta thả rằng nhường hiên vũ vĩnh viễn không trùng kích siêu thần cấp cấp độ khống chế tu vi dạng này long thần liền sẽ không thật trở về cũng sẽ không có này phần nguy hiểm đường vũ lân lắc đầu cười khổ nói người tại hỏi ta có hay không khống chế lại hắn tu vi thời điểm kỳ thật trong lòng mình cũng là có câu trả lời này không phải chúng ta nói áp chế liền có thể áp chế trừ phi hắn chết đi bằng không mà nói hắn huyết mạch đến loại trình độ này liền là sẽ kéo dài tiến hóa hoặc là nói làm chúng ta sinh ra hắn thời điểm hắn huyết mạch liền đã định trước sẽ hướng phía long thần phương hướng không ngừng tiến hóa nếu như không thể tiến hóa thành công kết quả chính là chết lúc nhỏ là như thế này hiện tại cũng giống vậy là như thế này chúng ta nếu như cưỡng ép ngăn cản hắn đột phá cuối cùng rất có thể dẫn đến càng thêm đáng sợ hậu quả cho nên chúng ta bây giờ có thể làm hẳn là như thế nào trợ giúp hắn thuận lợi hoàn thành đột phá đồng thời thủ trụ bản tâm chém đi đã từng long thần ác nghiệm lưu lại cổ nguyệt na thân thể mềm mại chấn động quay đầu có chút khó tin nhìn xem hắn một cái tay thật chặt bắt lấy cánh tay của hắn không được ngươi ngươi không thể ta đã mất đi ngươi một lần ta không thể đường vũ lân đột nhiên cười ngươi xem ngươi thừa nhận đi ngươi kỳ thật đã khôi phục trí nhớ có đúng hay không liền là cùng ta bực bội đây ta làm sao có thể bỏ ngươi mà đi chúng ta một nhà thật vất vả mới đoàn tụ, ta sẽ dùng ta hết thảy thủ hộ lấy cả nhà ấm áp. Ta ý tứ không phải khiến cho hắn tại thành tựu long thần thời điểm chém ta. Ta còn không có sống đủ đâu, ta truy lão bà đều đuổi hai lần, vượt ngang một vạn năm, khó khăn cỡ nào. Ta còn muốn nhiều hưởng thụ một chút niềm vui gia đình đây. Ngươi, cổ Nguyệt Na xinh đẹp đỏ mặt lên, ngươi chính là cố ý lừa ta, có đúng hay không? Đường Vũ Lân nháy nháy mắt, không có. Ta đều là ăn ngay nói thật, chẳng qua là chính ngươi nghĩ không đối mà thôi. Ta ý tứ, nhưng thật ra là nói, chúng ta còn có một loại khác biện pháp, tại hắn cuối cùng tấn thăng thời điểm giúp hắn. Chỉ bất quá, như thế chúng ta muốn bỏ một ít gì đó. Mấy ngày này ta một mực tại suy nghĩ chuyện này, chương 1583 hủy diện, phá hư, sát lục, quy nhất. Đủ loại phân loạn cảm giác không ngừng tại Lam Hiên Vũ trong thần thức bồi hồi. Mượn nhờ mị hoàng áp bách, đột phá đến chân thần cấp độ, kỳ thật là chính hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng hết thảy liền nước chảy thành sông hoàn thành mà long thiên dưỡng cho hắn cái kia phần đại lễ cũng dùng hết không biết bao lâu trôi qua cái kia phần hủy diệt ý niệm mới dần dần chìm yên tĩnh trở lại lam hiền vũ chỉ cảm giác mình huyết mạch trong người dập dờn hóa thành thuần túy nhất long lực ở trong người bồi hồi máu trong cơ thể cùng long lực màu sắc cũng đều theo chi nhiều hơn một loại màu tím đen hóa thành tám màu đây là hủy diệt thuộc tính chân chính hủy diệt thứ tám cái hồn hoàn cũng theo đó xuất hiện tại hắn trên thân hắn hồn hoàn đã không phải là thuần túy hồn sư hồn hoàn cũng không còn là màu vàng kim, mà liền là biến thành tám màu nhộn nhạo màu sắc. Hắn mỗi một cái hồn kỹ đều đang phát sinh lấy long trời lở đất thuế biến, thuế biến đến hoàn toàn mới trạng thái. Lực lượng của thân thể tại tiến hóa, đối hết thảy trưởng khống đều tại tiến hóa. Tại sau khi đột phá quá trình bên trong, hắn thậm chí phẳng phất thấy được Long Thiên Dưỡng nói cho hắn thuật qua cái kia có quan hệ với đa chiều không gian diễn hóa, thấy được bản nguyên vũ trụ biến ảo. Khi hắn mở ra hai con người thời điểm, thấy chính là ôm nhau phụ mẫu. Cổ Nguyệt Na giúp vào đường Vũ Lân trong ngực, đang ôm thật chặt hắn. Đường Vũ Lân thì đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, tự hồ đang an ủi nàng cái gì giống như. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó phiêu nhiên đứng dậy. Cổ Nguyệt Na cùng đường Vũ Lân đồng thời hướng hắn xem ra, cổ Nguyệt Na khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra đường Vũ Lân. Ba ba, mụ mụ, không có việc gì, các người tiếp tục cũng được, ta muốn mau đi trở về ha. Lam Hiền Vũ quay người muốn đi, Ngươi đi cái gì? Sự tình còn không có xử lý xong đây. Cổ Nguyệt Na tức giận nói. A, à, còn xử lý cái gì? Lam Hiền Vũ nghi ngờ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nắm vào trong hư không một cái, ánh bạc lấp lánh phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Mị Hoàng. Lúc này Mị Hoàng ánh mắt có chút ngốc trệ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ Nguyệt Na nói, dù sao cũng là siêu thần cấp. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là ngươi dùng Hoàng Kim Long Thương thôn vệ nàng Thâm Hồng Chi vực năng lượng, cái này đối ngươi hẳn là đại bổ. Bất quá bổ quá mất, ngươi liền muốn tiếp tục lưu lại củng cố tu vi, đoán chừng cần một chút thời gian. Còn có chính là nắm nàng trả về. Ta tại nàng trong thần thức lưu lại tinh thần lạc ấn, nàng không cách nào cảm giác được, nhưng ở lúc cần thiết, nàng có khả năng trở thành ngươi trợ lực. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, nói, mụ mụ, ngươi nói là, ngươi có thể khống chế ở nàng sao. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, khẽ gật đầu, Vũ Lân tinh thần lĩnh vực là thời gian ngược dòng. Mà tinh thần của ta lĩnh vực, tại thành tựu siêu thần về sau, triệt để hoàn thành tiến hóa. Cũng là ngươi tương lai đồng dạng sẽ nắm giữ năng lực. Liền là tinh thần trưởng khống. Đây là thuộc về nguyên bản long thần mạnh mẽ năng lực. Long thần tinh thần trưởng khống có thể có vạn chúng quy tâm hiệu quả, cho nên, vô luận hắn làm dạng gì quyết định, toàn bộ Long tộc đều sẽ đối với hắn hoàn toàn duy trì. Đây là Long thần bản thân thiên phú. Tinh thần của ta trưởng khống còn không đến được loại trình độ kia, nhưng khống chế một cái còn có khả năng. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói, vậy liền thả nàng trở về. Trưởng khống một cái nội tuyến trợ giúp ta sẽ lớn hơn. So trực tiếp thôn phệ tốt, mà lại ta cũng muốn lập tức trở lại để tránh bị Long kỵ sĩ phát hiện. Ta đoán chừng không bao lâu, Long Mã Liên Bang Viện Quân sắp đến, viện quân đến về sau, mới là đối thâm Hồng Chi vực tổng tiến công thời khắc. Được, vậy ngươi liền đi về trước đi, cái này mị hoàng ta tới xử lý. Còn có, phải nói cho ngươi chính là, lúc trước Thâm Uyên vị diện cũng đúng là xuất hiện qua tương tự sinh vật, gọi là mị ma. Chỉ bất quá xa còn lâu mới có được cái này mị hoàng mạnh mẽ. Ừm. Nói không chừng, này Thâm Hồng Chi vực còn cùng lúc trước Thâm Uyên vị diện có chút liên hệ đây. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói ra. Cổ Nguyệt Na đi đến trước mặt hắn, xoay tay phải lại, một đoàn cửu thải sắc ánh sáng lặng yên không tiếng động hiển hiện ở trước mặt nàng. Làm này đoàn cửu thải sắc vừa mới mới xuất hiện thời điểm, cơ hồ là trong chốc lát, làm Hiền Vũ cánh tay phải liền đột nhiên phát sáng lên, một đoàn cửu thải ánh sáng màu diễm phun ra mà ra. Mà cái kia cửu thải ánh sáng màu đoàn cũng tốc độ cao hướng phía bàn tay của hắn phóng đi. Thế nhưng, đạo đạo ánh bạc theo cổ Nguyệt Na trong tay phun ra, hóa thành một cái lồng giam bộ dáng, đem đoàn kia cửu thải sắc bao phủ ở bên trong, cửu thải trùm sáng khí tức lập tức bị triệt để phong bế, Lam Hiên Vũ đã nâng lên tay phải dừng lại trên không trung, cửu thải hào quang cũng theo đó dần dần làm nhạt. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, ngươi đã tiến hóa đến chân thần cấp cấp độ, siêu thần cấp ở trong tầm tay. Đây là Long thần hạch tâm. Hiện tại ngươi tuyệt đối không nên mở ra phong ấn của ta. Lúc nào, ngươi có thể tiếp tục tiến hóa, tiến vào siêu thần cấp về sau, có thể mở ra phong ấn hấp thu nó, hướng cuối cùng thuế biến đi tiến hóa. Long thần hạch tâm, cái này là Long Thần Hạch Tâm. Lam Hiên Vũ Tâm tỉnh lập tức kích động, hắn dĩ nhiên hiểu rõ thu được Long Thần Hạch Tâm ý vị như thế nào. Cổ Nguyệt Na nói, đến lúc đó sẽ có hai loại tình huống xuất hiện, một loại là ngươi thành tựu siêu thần cấp cường giả, nhưng còn không phải chân chính Long Thần. Một loại là nhảy vọt siêu thần cấp đồng thời, trực tiếp hướng Long Thần hướng đi tiến hóa. Chúng ta kỳ thật càng hy vọng là người trước, bởi vì nếu như trực tiếp tiến hóa Long Thần, rất có thể sẽ phát sinh một chút không thể dự báo sự tình. Bởi vậy, ngươi tại đột phá trước đó, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vô luận xảy ra tình huống gì, đều muốn giữ vững thần tâm. Mặt khác, ta và cha ngươi cha sẽ giúp ngươi an bài, hiểu chưa? Ừm, ta nhất định sẽ. Lam Hiên Vũ nghiêm túc gật đầu. Cổ Nguyệt Na giơ tay lên, dẫn động cái kia Long Thần Hạch Tâm, nhẹ nhàng đánh vào Lam Hiên Vũ trong ngực. Mỉm cười, cái kia liền buông tay đi làm đi. Ngươi đã lớn lên. Ba ba, mụ mụ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi cảm ơn mụ mụ. Lam Hiên Vũ ôm lấy cổ Nguyệt Na, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Phụ mẫu mới là hắn nhất kiên định hậu thuẫn. Có bọn họ, vô luận lúc nào, hắn tâm đều sẽ không bằng hoàng. Đường Vũ Lân đi lên trước, giang hai cánh tay, ôm mẹ con bọn hắn, trên khuôn mặt anh Tuấn mỉm cười ưu nhã, lại lại mang theo vài phần vẻ kiên định. Lam Hiên Vũ đi, cổ Nguyệt Na chuyển hướng mị hoàng, trong mắt đẹp lập tức lóe lên một vệt vẻ băng lãnh. Đối cái này đã từng muốn giết mình nhi tử tồn tại, nàng là tuyệt sẽ không có nửa phần thương hại lần nữa phóng xuất ra thúy ma chiến hạm làm hiền vũ lặng yên dung nhập chiến hạm bên trong tốc độ bùng nổ cấp tốc hướng phía thiên hòa tinh phương hướng mà đi tu vi tiến giai hoàn thành hắn chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch chi lực vô cùng sôi trào mãnh liệt thần thức cũng là tùy theo tăng vọt lần này thuế biến đối với hắn cải biến mặc dù không có thành thần thời điểm lớn như vậy nhưng cũng là thăng hoa cấp độ tiến bộ đến chân thần cấp độ cảm giác cùng vừa mới đột phá thần cấp thời điểm hoàn toàn khác biệt phảng phất toàn bộ thế giới đều biến lớn giống như càng có thể cảm nhận được này mở rộng trong thế giới rất nhiều nhỏ xíu địa phương. Trong cơ thể long lực còn đang kéo dài bốc lên, tăng lên. Cơ hồ mỗi một lần hô hấp, tu vi của hắn đều sẽ lần nữa đề cao. Đây cũng là vừa mới đột phá chân thần cấp cảnh giới về sau mang đến chỗ tốt. Huyết mạch tại tiến hóa, thân thể tại tiến hóa. Hết thảy tất cả đều tại chiều lấy tầng thứ cao hơn bước ra thuộc tính trước không nói, Lam Hiên Vũ mình bây giờ đều có thể cảm nhận được tại thân thể của mình chung quanh long lực có rất nhiều không giống nhau địa phương, nếu như nói nguyên lai là bá đạo cường thế, như vậy, bây giờ lại bắt đầu có mấy phần quân lâm thiên hạ mùi vị. Nội liễm lại trang nghiêm, hủy diệt thuộc tính xuất hiện, phảng phất khiến cho hắn nguyên bản không bị cản trở long lực thu nạp lên, nhưng lại càng thêm hùng hậu, trầm ngưng. Liền chung quanh thân thể phát ra long lực lúc lại hiện ra bảy màu, đều bởi vì thứ tám loại màu sắc xuất hiện mà trở nên ảm đạm một chút, có thể màu sắc lại càng thâm thúy hơn. Đây là bay vọt về chất, là hoàn toàn thuế biến. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ thậm chí cảm giác được, nếu như lại đối mặt mị hoàng loại tầng thứ này đối thủ lúc, mặc dù không nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhưng từ loại này siêu thần cấp trong tay cường giả đào thoát vẫn là hết sức có mấy phần chắc chắn. Chương 1584 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé lòng tin mãi mãi cũng là nương theo lấy thực lực mà tồn tại, tu vi đột phá, cũng làm cho Lam Hiên Vũ tự thân tín niệm có tăng lên. Tại mạnh mẽ long lực duy trì dưới, Thúy Ma chiến hạm căn bản không cần hắn động lực của hắn nguyên, chiến hạm mặt ngoài đều bị kính một tầng tám màu sắc rực rỡ, tựa như cực nhanh trở về thiên hòa tinh. Nơi xa, trong vũ trụ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tựa hồ trước đó hắn trong chiến đấu tham dự cũng không có ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Lam Hiên Vũ như trước vẫn là than nửa vòng, xông phá tầng khí quyển, trực tiếp trở về đến Thiên Hòa Tinh lên. Thông qua không gian truyền tống, trở về hang động. Động huyện mọi người còn trong tu luyện, Đường Vũ cách khí tức rõ ràng đã vững chắc, đem tự thân thần cấp cấp độ ổn định. Lam Hiên Vũ trên thân phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, bổ sung tiêu hao. Thấy hắn trở về, một mực thủ hộ lấy mọi người Bạch Tú Tú mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa định muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt biến đổi, "Hiên Vũ, ngươi" Lam Hiên Vũ bờ môi ông động, truyền âm nói chân thần. A, à. Bạch Tú tú che miệng, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn xem hắn ra ngoài tản bộ một chuyến, trở về liền chân thần cấp. Đây cũng quá nhanh hơn một chút a. À. Thế nhưng cảm giác của nàng là vô cùng rõ ràng, vừa mới thấy Lam Hiên Vũ trở về thời điểm, nàng liền đã cảm thấy không đúng. Tu vi của nàng tấn thăng vẫn luôn là nương theo lấy Lam Hiên Vũ mà tấn thăng, Lam Hiên Vũ huyết mạch đối ảnh hưởng của nàng cực lớn, mới khiến cho nàng có được hiện tại băng phệ long năng lực. Cho nên, Lam Hiên Vũ khí tức vừa xuất hiện, nàng lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình huyết mạch có loại lao nhanh mãnh liệt cảm giác. Lam Hiên Vũ cười nói, cũng không thể vô ích mạo hiểm. Ngươi cũng tu luyện đi, ta tạm thời không đi ra, trước quan sát, quan sát lại nói. Hắn vừa mới vừa đột phá chân thần cấp, trong cơ thể tiến hóa vẫn chưa hoàn thành, lại thêm trước đó động tĩnh lớn, liền mị hoàng đều bị bắt làm tù binh, cho nên hiện tại vẫn là tạm thời điệu thấp một chút cho thỏa đáng, còn có một chút chính là, Lam Hiên Vũ cảm thấy, trong vũ trụ chiến đấu sẽ không kéo dài thời gian quá dài. Chiến hạm năng lượng dự trữ mặc dù sẽ vô cùng sung túc, có thể thời gian dài này loại phạm vi lớn giao chiến, vẫn là sẽ kéo dài tiêu hao. Những thâm hồng chi vực đó khổng lồ con rết còn có thể thông qua thâm hồng chi vực đến bổ sung, thiên hòa hạm đội đâu? Bọn hắn nhất định phải có tiếp tế mới được. Kéo dài như thế tiêu hao xuống, kết quả sau cùng cũng chỉ sẽ có hai cái một cái là tạm thời kết thúc chiến tranh, thiên hòa hạm đội tìm kiếm tiếp tế, hoặc là liền là toàn lực bùng nổ một đợt, nhìn một chút có thể hay không đem đối phương bắt lại. Trước mắt đến xem, thâm hồng chi vực bên này tính bền dẻo mười phần, hư không bên trong còn có mặt khác siêu thần cấp cường giả ẩn giấu, mong muốn nhất cử bắt lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy, cuối cùng lựa chọn cũng chỉ có thể là người trước. Thiên hòa hạm đội mặc dù so trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nhưng bọn hắn cũng có một cái vấn đề chí mạng, vậy nếu không có chân chính siêu thần cấp cấp độ tồn tại, cho nên tùy thời đều muốn cẩn thận địch quân cường giả đỉnh cao đi sâu nội bộ bọn họ tiến hành phá hư. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể thiên hỏa hạm đội toàn thể đều muốn lạnh. Cho nên, từ đầu đến cuối bọn hắn đều mở ra lấy toàn diện vòng bảo hộ, bảo vệ lấy toàn bộ hạm đội. Tiêu hao như thế không thể nghi ngờ cũng là cực lớn. Kéo dài tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? hiện tại chỉ cần chờ đợi là được rồi trên không chiến đấu một khi kết thúc mặt đất bên trên thâm hồng chi vực khoách trương sẽ không dừng lại cho nên trận chiến dưới mặt đất tranh liền sẽ xuất hiện lần nữa khi đó chính mình cùng đồng bạn liền lại có cơ hội hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến chân thần cấp cấp độ năng lực tự vệ trên phạm vi lớn tăng cường nếu này thâm hồng chi vực có thể lấy tới chỗ tốt vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt nói không chừng mình muốn thành tựu siêu thần cấp dựa vào liền là tại nơi này thu hoạch thời gian kéo dài thêm, đối với hai bên tới nói đều có ý nghĩa, làm thâm hồng chi vực cắm rễ tại thiên hòa tinh bên trên thời điểm, long mã liên bang viện quân hẳn là liền đã xuất phát, bọn hắn cần thời gian chạy đến. Đối với thâm hồng chi vực tới nói, nó cũng cần thời gian kéo dài thôn vệ thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng, tới tăng cường tự thân. Chân chính đại quyết chiến, lại là tại long mã liên bang đỉnh cấp các cường giả chạy đến thời điểm mới tiến hành. Cho nên, hiện tại Long Mã Liên Bang nhóm đầu tiên viện quân nhiệm vụ, vẫn là kéo dài đối thủ, không nên để cho bọn hắn thôn phệ quá nhanh như vậy đủ rồi. Thiên Hòa Hạm đội Phương Diện khẳng định cũng sẽ rõ ràng điểm này. Hiện tại đại gia là cùng chung mối thù thời điểm, liền coi như bọn họ lại thế nào căm hận Long Mã Liên Bang đem chiến trường đặt ở Thiên Hòa Tinh bên trên cũng không có biện pháp, chỉ có thể là phối hợp Long Mã Liên Bang, tận khả năng đi phá hủy Thâm Hồng Chi vực. Có này chút phán đoán, Lam Hiên Vũ hiện tại tự nhiên là không nóng nảy, chờ đợi cơ hội, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đồng bạn cũng sắp lại có người bắt đầu đột phá, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, sẽ là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Lam Hiên Vũ trên thân phóng xuất ra chính mình huyết mạch khí tức, đem đồng bạn bên trong có được thuộc họ Long tính võ hồn đồng bạn bao trùm ở bên trong, tại hắn huyết mạch ảnh hưởng dưới, bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Chân thần cấp, phải biết, tại đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na còn chưa hề quay về trước đó, tại toàn bộ đấu la liên bang bên trong cấp cao nhất cường giả cũng chính là chân thần cấp mà đã xong. Mà bây giờ, năm nay gần 20 tuổi tả hữu Lam Hiên Vũ lại đã đạt đến cấp độ này, mà lại, hắn cũng không phải bình thường chân thần cấp cường giả. Thần thức đối ngoại phóng thích, cảm thụ được phía ngoài tình huống chiến đấu. Đột nhiên, vũ trụ bên trong, hào quang bùng nổ càng ngày càng mãnh liệt, đại lượng trùm sáng từ trên trời giáng xuống, hung mãnh vô cùng đánh vào thâm hồng chi vực lên, thâm hồng chi vực mặt ngoài, cuối cùng mở ra một tầng màu đỏ sậm hộ thuẫn, không tiếp tục đem những năng lượng này toàn bộ thôn phệ vào bên trong, mà là đem bên trong đại bộ phận đỡ ra tới. Mặt đất bên trên lan tràn màu đỏ sậm cũng cuối cùng bắt đầu lui bước một chút, tựa hồ là đang thu nạp năng lượng. Nhưng bọn hắn chỗ lui bước địa phương, lưu lại đều là một mảnh hoang vu, mặt đất sinh mệnh năng lượng đã tuyệt đại bộ phận đều bị bọn hắn thôn phệ. Phải kết thúc làm Hiền Vũ trong lòng khẽ động, trong vũ trụ, mảng lớn dòng khí màu xám hạ xuống, điều này hiển nhiên là khổng lồ con rết chết trận đặc tính. Nhưng hắn cũng có thể đồng thời cảm giác được có kịch liệt nổ tung ở trong không gian xuất hiện. Hai bên đang toàn lực va chạm phía dưới, đều không có chiếm được tiện nghi. Mà công kích trên phạm vi lớn lan đến gần thâm hồng chi vực bản thể, có lẽ vẫn là thiên hòa hạm đội chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng trải qua như thế một đường bùng nổ, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có tạm thời lui bước đúng lúc này mặt đất bên trên một tiếng to rõ long ngâm bỗng nhiên vang lên chẳng qua là nghe thanh âm lam hiền vũ liền có thể phân biệt ra chính là thự quang long kỵ sĩ trung trí xương tiếng long ngâm đây là chiến tranh tín hiệu đại gia kết thúc tu luyện chuẩn bị chiến đấu lam hiền vũ trầm giọng nói ra dùng thần thức đem đang ở minh tưởng bên trong đồng bạn thức tỉnh một vòng mới trận chiến dưới mặt đất tranh lập tức liền muốn bắt đầu quả nhiên vũ trụ bên trong từng đạo to lớn khổng lồ con rết thân ảnh từ trên trời giáng xuống mà cũng đúng lúc này, từng đầu cự long hoành không xuất thế, ngang tàng hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Không chỉ là long tộc, thiên mã tộc thiên mã kỵ sĩ, cùng với bát tí thần ma tộc cùng đường lăng tộc các cường giả cũng là dồn dập bay lên không. Này chút còn lại khổng lồ con rết, là tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn trở về thâm hồng chi vực. Nhưng cũng ngay lúc này, thâm hồng chi vực toa hình hình dáng đột nhiên hướng phía dưới co vào, nội bộ phẳng phất trong phút chốc phồng lên dâng lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh thiên ý niệm trong nháy mắt tán phát ra, một đường to lớn an hồng sắc quang trụ theo hắn phần đuôi phun ra mà ra, thẳng đến trên không bắn mạnh tới. Trước đó thâm hồng chi vực dùng bản thể trùng kích toàn bộ tinh cầu phòng ngự tràng diện, có thể là thật sâu in dấu khắc ở mỗi người trong óc. Làm này kinh khủng vị diện lần nữa toàn diện bùng nổ phun ra công kích như vậy, ai cũng không dám đối kháng chính diện. Long mã liên bang các cường giả dồn dập tản ra. Trên không hạ xuống khổng lồ con rết thì là rồn dập chui vào cái kia màu đỏ thẫm trong cột sáng, biến mất không còn tâm tích. Tiếp dẫn, đây là Thâm Hồng Chi vực đang tiếp dẫn nó cường giả. Từng đạo đạo quang mang trên không trung bùng nổ, là rất nhiều cường giả ra tay rồi, đại lượng công kích dồn dập hướng cái kia màu đỏ thẫm cột sáng rơi đi. Cột sáng bên trên ánh sáng không ngừng lấp lánh, nhưng những công kích kia lại tựa như trâu đất xuống biển, dồn dập biến mất không còn tăm tích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.